truy cập trang web đấtđồngradio.com, website chính thức của Nguyễn Huy, để nghe truyện không quảng cáo. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng gặp lại nhà văn Lê Nguyệt. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ chưa tiếp tục với series của Ma Địa Dứa, mà sẽ là một tập truyện ngắn của cô Lê Nguyệt. Thật ra thì trước khi đến với cụ Ma Địa Dứa thì cô Lê Nguyệt đã có những cái tác phẩm truyện ngắn phát sóng trên kênh chúng ta, như là Âm Dương Chung Đụng, Số Gặp Ma, Nơi Đáp Của Lá Gội, những tác phẩm rất là hay. Quý thính giả nếu như chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé. Ngày hôm nay chúng ta đến với một tập truyện ma có tựa đề Tiếng Hát Của Bà Tri Huyện. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Huyện Nghi Lộc, những đêm không trăng sao, bóng tối âm u dày đặc, không một ngọn gió lay động lá cây. Giữa màn đêm tĩnh mịch, bỗng vang lên tiếng hát não nùng ai oán. Cả phủ của quan tri huyện Phan Khánh Phan đang chìm vào giấc ngủ, bỗng lạnh mình choàng tỉnh. Tiếng hát của bà tri huyện Phạm Lệ Qua rõ ràng đấy mà. Bà tri huyện mất ngay sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, thậm chí chưa kịp nhìn mặt con. Nghe bà mụ nói, bà chỉ kịp nhìn thấy đứa bé không có bàn tay. Cánh tay từ bả vai xuống tới cái chỗ lẽ ra là bàn tay thì dừng lại không mọc nữa. Quá kinh hãi, bà lên máu sản hậu và chết liền tại chỗ. Vậy mà bây giờ bà hiện lên đòi con là đòi làm sao? Đứa bé vẫn sống, tuy tật nguyền nhưng luôn được ông bà huyện yêu thương, được bà nội và cô trân quý, mướn người chăm sóc kia mà. Có điều gì đó ẩn khúc bên trong hay sao? Bà huyện mất đến nay cũng đã 3 năm, cô hai Phan Khánh Thu 3 tuổi rồi còn gì. Nhắc lại nguồn cơn câu chuyện thì là như vậy. Thân sinh của quan huyện huyện Nghi Lộc, Phan Khánh Phan, là bá hộ Phan Khánh Thức. Tại bá hộ này giàu nứt đố đổ vách, nhưng quan dâm vô độ, thấy đàn bà con gái coi được, thế nào lão ta cũng tìm cách chiêm chuộc. Mẹ của Phan Khánh Phan là chính thê, lại sinh con trai đích tôn cho nhà họ Phan, nhưng không được ông yêu thương, vì trước đó ông cưới bà do nương nhờ thế lực cha vợ là ông Chánh Tổng Lục. Bá hậu Thức có đến 3 bà vợ tại nhà, và không biết là bao nhiêu bà khác ở bên ngoài. Ông ta ra điều lệ là hễ bà nào sinh được con trai thì ông sẽ đưa về nhà làm bà, còn nếu sinh con gái thì cứ đâu ở đó, ông sẽ cho tiền nuôi con, coi như làm bé mọn, không có danh phận chi hết. Vậy thôi. Thổ nhỏ quan huyện Phan Khánh Phan có hôn ước với con gái của địa chủ Trần Văn Mộc. Nhưng sau cái chết của bà bá hậu, mẫu thân của Khánh Phan, thì chuyện đó lại buộc cậu ấm phải quên đi. Giống là sau khi sinh Phan, do tính trăng hoa của ông Thức, bà bá hậu Trinh chẳng tha thiết gì đến chồng, chỉ chăm bẩm lo cho con trai mình. Chẳng bao lâu ông ta dắt về một cô gái gọi là bà Hai. Cô gái đó tên Diệu, nhân thân không rõ lai lịch, nhưng bởi vì cô ta sanh cho ông một cậu nhóc bên ngoài nên ông rước về. Lúc đó Khánh Phan mới 7 tuổi thì đã có một em trai cùng cha khác mẹ 2 tuổi.
rồi tới bà Ba Hàng được ông rước về, không phải là do có con trai, mà là do bà quá đẹp, da trắng mũi cao, mắt sáng, môi mọng đỏ, dáng đi dáng đứng nhẹ nhàng khoan thai. Cô xuất hiện ở đâu thì tỏa sáng ở đó. Lão Bá Hậu mê đắm cô Hàng ôi thôi là mê, khiến cho bà Hai Diệu ghen tức, luôn tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt. Do bà Bá Hậu Trinh không yêu chồng nên không quan tâm ông ta sủng ái ai, bà cũng không thèm tranh sủng với họ. Cho nên chuyện gì bà Ba Hàng cũng hay tỉ tê tâm sự với bà, xem bà như chị ruột của mình. Nhưng rồi bà Trinh có thai lần thứ hai, đến lúc sinh ra một đứa bé gái thì bà lại bị chết đột ngột. Không kịp trăn trối với chồng con, ngay cả gặp Phan một lần cũng không. Chỉ khi gia nhân la lên thì Hàng kịp chạy vào. Bà nhờ Hàng nuôi giùm đứa bé sơ sinh, rồi dòm ngó thằng Phan giùm. Rồi bà ra đi mãi mãi. Lúc đó Phan chỉ mới có 10 tuổi. Bà Bá Hậu mất rồi nên bà Hai Diệu đương nhiên thay thế vị trí. Mặc dù trong nhà ai cũng gọi bà bằng bà Hai, nhưng bà lại tỏ ra bà là bà lớn, tỏ vẻ quy quyền, quát nạt gia nhân. Bà ghét bà Ba Hàng lắm, nhưng không dám động tới. Do bà Ba được ông Thức yêu mến và cũng được xem như là mẹ đỡ đầu của hai đứa con của bà lớn. Hàng thật lòng thật dạ thương yêu Khánh Phan và Khánh Quyên, nhưng cô không dạy con tranh giành gì với con trai của bà Hai là Khánh Hoàng. Khi Quyên 5 tuổi thì Phan đã 15, học hành giỏi giang. Phan gần gũi với người làm, chơi đùa với trẻ em trong xóm một cách vô tư. Phan thì biết bà Ba không phải mẹ đẻ ra mình, nhưng Quyên thì luôn coi Hàng như mẹ ruột. Ông Thức vốn yêu thương con, nhưng do luôn săn đuổi gái đẹp bên ngoài cũng không quan tâm chi đến các con, mặc cho chúng nó lớn lên. Bà Diệu thì muốn Khánh Hoàng thay thế vị trí cậu ấm của Phan, cũng muốn chiếm luôn cái hôn ước của cậu với con gái địa chủ Mộc là cô Hải Lý. Bà ta ra sức lấy lòng bà địa chủ, nhưng dù ngoài miệng thân thớt với bà Hai, nhưng bà địa chủ Mộc lại không muốn con gái mình làm vợ con trai của thiếp thất. Phan chơi với con của các tá điền từ lúc nhỏ khi còn mẹ. Anh cũng như bao đứa trẻ khác, đánh đáo, bắn cu li, ná thun vật lộn, đủ kiểu hết. Con nít chơi gì thì anh chơi cái đó. Đôi khi lại nhà chúng để ăn ké, nên được bà con làng xóm thương. Cậu ấm của Bá Hộ giàu có bậc nhất mà bình dị dễ gần. Trong tớp trẻ chơi chung đó, Phan thích chơi nhất với anh em của Hòa và Hoa, con tá điền Quệ làm ruộng cho địa chủ Mộc. Họ chơi với nhau không phân biệt giàu nghèo hèn sang, nói nhăng nói cụi, chuyện gì cũng có thể tâm sự với nhau, trở thành thói quen từ nhỏ cho đến lớn. Lúc Phan 5 tuổi thì Hòa đã 6 và Hoa chỉ lên 3. Phan hay nựng nịu hôn hít Hoa như em gái cưng của mình. Khi Phan 10 tuổi thì Hoa đã 8 tuổi. Phan nói với cô: "Chơi với tao bày đặt nhõng nhẽo là tao đập chết đó biết chưa?" Hoa ổng mẹo: "Câu hai ý giàu ăn hiếp em à? Tao vố mềm cái chết tươi bây giờ, chứ ở đâu mà giàu có với ăn hiếp cái mày." Trong lòng hai đứa không có một chút giận. Phan dạy cho Hoa học chữ, rèn đọc rèn viết, dạy Hoa tính toán cộng trừ nhân chia. Hoa lớp thông minh, lớp muốn Phan vui lòng nên học đâu nhớ đó. Tuy không được đến lớp như con trai, nhưng sự nhiệt tình của Phan cộng với sự cần mẫn của Hoa khiến cho ngày một lớn Hoa càng giỏi giang, mà ngoài Phan ra chỉ có cha má và anh cô biết mà thôi. Khi Phan lên 10, gia đình xảy ra biến cố. Mẹ mất khi sinh em Quyên. Phan buồn rầu ít khi đi chơi. Ngoài việc học, cậu ấm cứ ở lì trong nhà cùng với má ba chăm sóc cho em nhỏ. Đến khi Phan 15 thì Quyên cũng được 5 tuổi. Đi chơi với các con của tá điền, bà Ba Hàng cho phép anh dắt em theo. Vậy là Phan giao Quyên cho Hoa trông chừng, để mình chơi đánh đáo, đánh u với các bạn. Lúc đó Phan không còn gọi Hoa là mày nữa, mà nói trỏng không. Lên 17 thì Hoa 15. Bây giờ cô gái ấy đã tạm thời trổ mã, hứa hẹn một nhan sắc rực rỡ, dẫu ở chốn bùn lầy nước động. Phan đổ khoa cử và phong phanh sẽ được bổ nhiệm làm một quan tri huyện trẻ nhất thời đó. Trong thời gian chờ đợi, anh đã tìm gặp Hoa, hẹn cô ra ngoài. Buổi chiều dưới ánh nắng vàng bọt của đồng lúa mênh mông
vào những ngày giáp Tết, cầm tay cô gái sắc nước hương trời, Phan nhẹ nhàng nói với cô: "Anh sắp sửa công thành danh toại. Sở dĩ anh được như vậy là bởi vì có em làm động lực cho anh phấn đấu. Nếu như bản thân anh vô dụng thì anh không thể cưới em về làm vợ nguyên phối, mà phải theo sự sắp đặt của cha. Bây giờ hãy chờ anh. Đợi đến khi anh là quan tri huyện rồi thì em phải là bà tri huyện. Má bà cho phép thì không ai có thể can dự vào nữa." Em không xứng với cậu hai. Em biểu là không kêu cậu hai, cứ vậy hoài à? Em cứ dạch ra khoảng cách với nhau thì anh sẽ buồn lắm đó. Rồi đến khi Phan chuẩn bị nhậm chức tri huyện, huyện Nhi Lộc, thì anh nói với má Hàng là anh muốn cưới Hoa làm chính thê. Tất nhiên bà ba Hàng không phản đối con, nhưng ông Thức thì tuyên bố nhất định không được. Hoa chỉ là con của một tá điền bần hèn, so sánh với tri huyện con ông. Trong khi Hải Lý con của địa chủ Mộc, người ta giàu có, danh thế gia môn, lại có hôn ước với Phan từ nhỏ. Ông bá hộ khinh mạc phán: "Trứng trọng thì sẽ nở ra rồng, còn cái thứ răng rít chình lương thì sẽ nở ra cái giống gì?" Phan dửng dưng: "Nở ra giống gì con sẽ nuôi giống đó, cha đừng bận tâm. Mà cha cũng không ngăn được con đâu." Ông Thức giận dữ: "Con dâu chưa bước vào nhà mà đã nhận lấy sự ghét bỏ của cha chồng rồi." Bà Hai thì mừng lắm, nếu như Phan lấy vợ thì con trai của bà sẽ có cơ hội làm rể địa chủ Mộc. Đó là tâm nguyện của bà bấy lâu kia mà. Bà ba chống lưng cho Phan, anh phản đối cha mình, nhất định cưới Hoa làm vợ chính thức. Anh đã hứa hẹn trong năm với cô rằng cả đời anh chỉ có một vợ, chứ không đi theo vết xe đổ của cha mình. Vậy là cha con trở mặt với nhau. Ngày Phan nhậm chức cũng là ngày anh chánh thức cưới Hoa làm bà tri huyện. Ôi thôi, địa chủ Mộc làm giặc với ông Thức, đuổi cổ gia đình ông Huệ ra khỏi đất. Nhưng ông Huệ lúc bấy giờ đã là cha vợ của quan tri huyện, thì còn sợ gì địa chủ nữa. Ông Thức giận Phan trung ca thịt, nhưng cũng không phản đối được. Để tránh cho vợ về nhà lớn đối mặt với cha và má hai, Phan đưa vợ về phủ tri huyện, tạm thời để má ba và em gái lại đó. Ổn định xong sẽ rước về Sum Họp. Bà Hai cực lực phản đối, bà nói thẳng: "Vợ mới cưới về phải làm dâu, hầu hạ cha mẹ chồng thời gian đầu, để cho cha mẹ dạy như thế nào là tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh. Phải làm mợ hai trước khi làm bà quyển. Chứ nó chỉ là con của một tá điền bần tiện thì biết cái gì về gia phong lễ giáo. Một bước lên mây như vậy, không sợ lộ cái bản chất hèn kém của mình ra, khiến cho đồng liêu chê cười quan quyển hay sao?" Bà ba cười khì một tiếng, trả đũa liền: "Chị đánh giá quá thấp mắt nhìn của quan quyện nhà mình rồi đó. Hay là chị luôn có mắt nhìn của kẻ trên, cho nên không nhận ra con nhà tá điền, nhưng mà người ta vẫn có giáo dục rất tốt. Nếu không thì làm sao mà lọt vào mắt tri huyện, khiến cho nó chống lại lệnh cha mà chọn làm vợ chứ. Trở lại bây giờ, Phan nó có danh có phận, có phủ riêng, thì việc gì phải để vợ mình làm mợ hai mà không làm bà huyện. Phủ huyện đang cần một đương gia là chính thê quản lý. Ở lại đây làm dâu chị thì cái phủ của quan huyện là không có chủ nhân sao?" "Vì phản đối là bởi vì dì muốn nó có cơ ngơi riêng, để sau này dì nương nhờ chứ gì." Bà ba khịt mũi, nhếch môi cười khinh mạng: "Chứ bộ ở đây tôi bị ghẻ lạnh hay sao mà phải tìm chỗ dung thân chứ chị. Khánh Phan nó là con của chính thê, dù tôi có nuôi dưỡng nó, nhưng nó ăn cơm là của cha nó, học hành tiến thân là khả năng của nó. Là mẹ như tôi với chị đây chỉ nên mừng cho con thôi, tuyệt đối không nên gây khó khăn gì cho con cả. Tôi chưa có con, nhưng hai đứa con của chị lớn và con của chị, tôi không hề kỳ thị đứa nào cả. Mong rằng chị cũng nên như vậy đi. Nhưng mà nói để nghe chơi thôi, Phan nó lớn rồi, có chức có phận, nó tự quyết định chuyện gia đình của nó, không có ai xen vô được đâu.
Chị bây giờ cùng lắm cũng là bà bá hộ, còn người ta là bà quyện do chính phủ ban chức tước đó. Chị bì được sao? Bà hai giống ghét bà ba, muốn triệt bà ba lắm nhưng mà không có dịp. Bây giờ Phan là quan quyện, lại có phủ riêng, một chức phận mà có phấn đấu cả đời chồng con bà cũng không có được. Mà Phan thì yêu kính Hàng, vậy là bà ba như hổ mọc thêm cánh, cả cha lẫn con đều thuộc về cô ta. Bà đối phó ngã nào đây? Đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Cũng chẳng sao, vậy càng tốt cho Khánh Hoàng, con trai của bà. Không phải chức tước để chịu trách nhiệm với chính quyền, chỉ cần làm rể địa chủ Mộc là cả đời không lo cái gì nữa. Bà hai cũng thừa biết bên nhà địa chủ Mộc chê con trai bà là con của thiếp thất, nhưng bây giờ Phan đã có chính thê rồi, họ còn hy vọng gì nữa? Chẳng lẽ họ cam tâm để cho con gái mình làm bà hai tri quyện sao? Dưới mào con của thằng tá điền của họ hay sao? Rồi thì cũng không giải quyết được gì. Bà hai coi như đương gia của nhà bá hộ, dưới một người trên nhiều người. Chỉ có bà ba và Khánh Quyên không phải nhìn sắc mặt của bà thôi. Lão Thức thì cứ đi tìm những cô gái thanh xuân để thỏa mãn cái thú dâm dục của mình. Bây giờ con trai đã là quan huyện rồi, lão ta còn lên mặt gấp trăm lần thổi trước. Một bữa, Hàng gọi Phan và Quyên vào phòng riêng. Bà đưa cho Phan một cái hộp nhung đỏ, rồi nói: đây là tài sản của mẹ con, để lại cho hai anh em. Dặn má đến khi mà hai đứa trưởng thành thì giao lại. Tuy chị không có nói được gì nhiều với má, nhưng má nhìn ra là chị bị người ta hãm hại từ khi cái thai còn trong bụng. May mắn là con Quyên sinh ra nhưng vẫn lành lặn và khỏe mạnh. Cha con là người chồng vô tri, người cha không xứng đáng. Má biết là cha con thương con của ổng, nhưng mà ổng thương bản thân của ổng hơn. Má nghĩ ổng là người biết má ruột của con bị hại rõ nhất đó, nhưng mà không thèm điều tra sợ phiền phức, với lại khó ăn khó nói với bên ngoài của con, nên nhân dịp mà nói má con lên máu sản hậu mà chết vậy thôi. Máu sản hậu bộ muốn lên lúc nào là lên hay sao? Nếu không bị chọc tức thì việc gì sau khi sanh lại lên máu sản hậu chứ. Đúng là kiểu giết người trí thức đó. Má chán ghét cái nhà này, năm lần bãi lượt muốn bỏ đi. Nhưng vì má con có thai Quyên, cho nên má muốn sau khi chị ấy sinh nở, má sẽ chăm sóc cho chị, và khi ổn định rồi cũng sẽ tự lo cho mình. Cha con mê má chứ không phải là yêu, ổng chẳng yêu ai cả. Mê má vì nhan sắc của má, nhưng nhan sắc này liệu có mãi mãi với thời gian được hay không? Nhưng mà má của hai đứa lại chết bất đắc kỳ tử, giao hai đứa lại cho má, má đành lòng bỏ con lại hay sao? Nhất là con Quy mới lọt khỏi lòng mẹ đã mồ côi rồi. Vậy rồi cứ nhịn mà sống. Má chẳng sợ trời chẳng sợ đất, má có cái đặc ân của cha con. Bà hai ghét má lắm, coi má như cái gai trong mắt, cần phải nhổ đi, nhưng sợ má mà không dám đụng tới. Má thành công nuôi dạy anh em tụi con, má ủng hộ Phan cưới qua, bất chấp cha con với bà hai phản đối. Mà Phan à, bà hai phản đối cho có thôi, chứ má nhìn ra bà ta mừng vì chỗ con gái địa chủ Mộc còn trống. Bà muốn Khánh Hoàng nhào vô đó. Má nói nhiều như vậy để cho hai đứa biết mà tránh. Sao bữa nay Phan hãy dùng quyền của tri huyện mà đưa con Quyên về đây ở. Má nghe bà bàn với cha con là sẽ gả Quyên cho ai đó. Cha con phản đối, chỉ biết nhân thân của tên đó không tốt. Má có sai người điều tra thì đúng là như vậy, nhất định không cho bà ta nắm quyền định đoạt tương lai của hai con được. Quyên là con gái của má, bà ta muốn gả thì má phải đồng ý mới được. Nhưng nếu như gặp bất trắc gì ngoài dự định thì sao? Cho nên đưa Quyên về đây nó là thượng sách. Quyên nắm lấy tay má bà siết chặt. Phan gật đầu triều mến nhìn bà. Giờ má cũng hãy ở lại đây với tụi con, con đủ sức bảo vệ cho mọi người. Con sẽ không giống như cha,
đời con chỉ có một người vợ mà con đã chọn và sẽ không đổi, đó là Phạm Lệ Hoa. Nếu như cô ấy không sinh được con trai nói dối thì con thà tuyệt tự chứ không nạp thiếp. Họ Phan không phải chỉ có một mình con. Mà má, sao má không sinh con cho mình? Hàng cười, nụ cười lạnh lùng khiến cho anh em Phan cũng chột dạ. Má không sinh con cho ông ta đâu. Chắc là hai đứa ngạc nhiên. Nếu không có tình cảm với ông ta thì lấy ông làm gì phải không? Chuyện đời của má, má chỉ tâm sự với má của con thôi. Nhưng hôm nay má sẽ kể cho hai đứa nghe, để cho các con hiểu vì sao mà má sống với ông ta mà lại không toàn tâm toàn ý như vậy. Má là con riêng của bà ngoại các con. Cha má qua đời lúc má chưa được 10 tuổi nữa. Sau khi mãn tan chồng thì bà ngoại tái giá. Sau đó nữa thì họ sanh ra được một đứa con trai. Thằng nhỏ bệnh hoạn eo uột, tưởng không có nuôi được. Vậy mà nó sống dai dẳng tới 3 năm sau. Má 16 tuổi rồi. Ai cũng nói hồi đó má đẹp lắm. Nhiều dương tôn công tử muốn cưới về làm thiếp. Vì thân phận của má hèn kém, không có xứng đáng làm chính thê. Mà má cười chứ. Ai đến bà ta cũng hứa gả, nhận tiền của họ để lo thang thuốc cho thằng nhỏ. Nhận nhiều người quá thì cũng có ngày bại lộ chứ sao. Vậy mà thằng nhỏ cũng không có mạnh lên được chút nào. Nó cứ quặt quại vậy á mà tính tuổi thôi. Cho tới một ngày, cả một bầy người đến đòi rước má đi. Bà ta biết đưa má cho ai bây giờ? Vậy là sắp có một cuộc ẩu đả dữ dội mà vợ chồng bà phải hứng nhận. Thì mai sau có một tên côn đồ nào đó thọc mạch với bà chủ nhà chứa. Ngó qua bộ dạng của má, bà đồng ý trả hết nợ cho bà ta để dắt má đi. Má đi theo bà liền chứ. Đi vì chán ghét mẹ ruột của mình, không muốn bản thân mình làm vật hy sinh cho bà lợi dụng mãi. Đành phải để tuổi xuân chưa kịp lớn, đóa hoa chưa kịp nở, đã vội tàn ở nơi nhà chứa. Bà ta nào phải nhân từ gì mà cứu vớt cuộc đời má. Bà ta tìm gái điếm, và má là con mồi cho bà ta câu những tay giàu có. 16 tuổi, má qua tay biết bao nhiêu đàn ông. Cuối cùng thì gặp ba con. Ông ta sai đắm má, muốn sở hữu má nên chuộc thân cho má. Má mừng rỡ vì ngỡ là mình gặp được quân tử, hy vọng cuộc sống sau này sẽ đàng hoàng hơn. Nhưng về chung chạ với ổng chẳng bao lâu, má phát hiện ra ông ta không khác gì những tên đàn ông đến ổ điếm đi mua vui cả. Ông ta say mê má, nhưng bản tính trăng qua không chừa. Má việc gì phải sinh con cho hạng người này? Ngu dốt chẳng biết làm sao để mà khỏi mang thai. Thì má mới nói với bà hai nghe. Tức thì bà ta cho má uống thứ thuốc gì đó không biết, mà sau này dù má muốn có thai cũng không được nữa. Thì càng lúc má càng nhận ra bà hai đúng là khẩu Phật tâm xà. Má sợ và khinh ghét bà ta. Bà muốn má về phe của bà vì chắc rằng má sẽ không sơ múi được gì gia tài này. Cho nên bàn kế hoạch loại trừ bà lớn với má. Từ đó má âm thầm bảo vệ bà lớn. Dù má không nói ra âm mưu của bà ta với má của con, má biết bà ta giở trò trong thuốc an thai của má con nên âm thầm trao đổi. Vậy mà cuối cùng cũng không cứu được mạng của má con. May mắn là con Quyên vẫn bình an. Tuy nghi ngờ bà ta có thể là nguyên nhân cái chết của má con, nhưng má có chứng cứ gì đâu để vạch tội. Nếu có đó, thì với thế lực của ngoại con, bà ta bị bức chết lâu rồi. Phan cảm động, âu yếm nói với bà. Sóng gió đã qua rồi, con bây giờ không tự hào gì đến gia tài bên đó. Hay mặc kệ bà ta muốn làm gì thì làm. Hậu quả cha con gây ra thì ông ấy phải nhận. Má với Quyên hãy ở đây với con, cho con yên tâm mà làm việc, không chi phối gì lo lắng.
Như vậy là đủ rồi. Má không đi được đâu. Giả chăng bà ta cũng không dám làm gì má. Má ở lại đó để điều tra cái chết của má con. Có gì sẽ cho con hai đi con hỗ trợ má. Đừng lo cho má. Bao nhiêu năm nay má vẫn tự bảo vệ được mình mà. Và còn bảo vệ được các con nữa mà. Má ơi, má có trở lại coi tình hình của nhà ngoại không? Hàng mím môi, mắt long lên. Có chứ. Má muốn trả thù họ. Đời má ba chìm bãi nổi là do chính họ gây nên. Nhưng gia đình đó đã tan tác sau khi má bị đưa đi. Thằng nhỏ cứu không nổi nên bỏ mạng. Ổng bả thì chia tay. Không biết tin về ổng, nhưng bả thì treo cổ chết trong nhà. Má không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Trong lòng má, từ lâu đã chẳng có người mẹ này. Trời ơi, thương má quá trời thương. Phan cầm hộp nhung mở ra. Đó là tất cả tư trang của má anh để lại. Anh lấy ra chiếc vòng cẩm thạch, rồi đóng nắp hộp, ngước nhìn má ba. Con chỉ lấy chiếc vòng này cho vợ con thôi. Còn bao nhiêu còn lại, con để dành lúc Quyên lấy chồng á. Má cầm làm của hồi môn cho Quyên đi. Hàng khoát tay lắc đầu. Phần hồi môn cho con Quyên là tiền của má. Phần này là cho con giữ đi. Có tiền trong người, cộng thêm với bổng lộc á, để sử dụng trong gia đình. Yên tâm mà làm quan phụ mẫu thanh liêm trong sạch, không nhận hối lộ. Hai bà mẹ của con chỉ mong con mình như vậy thôi. Phan cảm động không nói thành lời. Quyên ôm chặt bà trong vòng tay yêu thương. Phạm Lệ Hoa từ ngày rửa bàn chân phèn về làm vợ quan huyện, một bước lên đời, giúp cha mẹ có nơi ăn chốn ở, không phải nhìn sắc mặt của địa chủ mộc, thì cô hàm ơn ông huyện Phan nhiều lắm. Đó là người con trai đầu tiên, con nhà giàu có mà không chê anh em cô bần hèn, lại hết lòng yêu thương và nhất định cưới cô gái quê mùa về làm vợ, cho cô danh phận chính thê, cho cô quyền hạn của bà tri huyện oai phong. Hoa hứa với lòng sẽ mãi mãi là người vợ hiền, là bếp lửa sưởi ấm chồng sau những giờ phút miệt mài với chức trách đeo mang. Bên cạnh, cô cũng hiếu kính với má bà, thương yêu Quyên. Như vậy mới không phụ lòng kỳ vọng của huyện quan, chồng cô. Càng sống chung, cô càng cảm thấy yêu anh và nhận ra mình vô cùng hạnh phúc khi được làm vợ của người con trai tài năng, thuần lương này. Với sự quản lý đâu ra đó của bà huyện Phạm Lệ Qua, cả phủ trên dưới đều ngập tràn tiếng cười. Vợ chồng huyện quan tuyệt nhiên không phân biệt chủ tớ, coi gia nhân như cộng sự của mình, chưa một lần nào hách dịch to tiếng hay bạc đãi bất kỳ ai. Bà huyện Qua giống xuất thân là con tá điền, giỏi việc nhà việc đồng án. Từ nhỏ đã được Phan dạy học, cho đến khi anh cưới cô về làm vợ thì cũng đã rất uyên bác rồi. Cô cấy lúa rất thành thạo và nhanh nhẹn. Qua còn sở hữu giọng hát hay nhất dùng mà cô sinh sống. Những bài hò đối đáp với trai gái dưới ruộng, những điệu hát lý khi nông nhàn tụ tập với nhau để đờn ca. Chơi với nhau từ nhỏ nên Phan biết rõ sở trường của cô. Đôi khi anh cũng soạn những câu hò đối để cho cô hò ngoài ruộng. Đoán biết người ta sẽ đáp ra sao, anh soạn luôn câu đối tiếp. Dần dà bản thân Hoa tự xuất khẩu thành hò, thành thơ. Khi anh tỏ tình, Hoa đỏ cả mặt mũi, rồi trả lời anh bằng một bài hò, ngỏ ý chấp nhận. Làm bà tri huyện rồi, thỉnh thoảng cao hứng, Hoa cũng cất tiếng hát vang khi cùng gia nhân làm việc. Ai nấy đều tán thưởng giọng hát của bà. Khi Hoa mang thai, hạnh phúc tràn trề, ánh lên đôi mắt của cô gái nông thôn chưa từng biết đời người gian trá lọc lừa. Tất nhiên là tri huyện Phan mừng lắm. Anh yêu Hoa nên việc có con với cô luôn là điều mà anh khao khát. Hoa mạnh dạn xốc phát, cho nên việc mang thai đối với cô rất nhẹ nhàng. Một bữa khi thai đã được hơn 6 tháng, Hàng dắt cô bạn mà bà quen biết đã nhiều năm, thường xuyên ra ngoài hẹn hò trà nước với nhau lại phủ huyện chơi. Hàng không dắt bạn về nhà vì sợ lọt vào mắt của lão thức. Nhưng Phan là con của bà, con dâu mang thai, bà cũng muốn bạn mình tới chi vui.
Bạn của Hàng là bà A Quế, cái tên rất tàu, có khuôn mặt của người Hoa, da trắng, tóc dài, miệng nhỏ, mũi cao, nhưng mắt chỉ có một mí. A Quế vui vẻ thân thiện, đưa tay xoa bụng Hoa rồi cười. Đứa bé này là hồng phúc trời ban cho vợ chồng con đó. Nhưng mà khi sinh ra, hãy cẩn thận giữ gìn nó. Thiên cơ bất khả lộ, vì chỉ tiết lộ được bao nhiêu đó thôi. Không phải là chuyện đùa, sơ hở sẽ mang quả sát thân chứ chẳng chơi. Nếu vượt qua được ải này thì trọn đời viên mãn. Phan theo tay học, anh không tin những chuyện tâm linh thầy bùa ma quỷ gì hết, nên bỏ qua lời đó. Nhưng Hoa thì tin. Cô sống ở bên ngoài, gần gũi với những tá điền, đã nghe rất nhiều chuyện kỳ lạ, nên dù trong bụng bán tính bán ngờ, cô vẫn luôn đề phòng. Nhưng Hoa cũng tự ý vào sức khỏe của mình. Hơn nữa, luôn có má ba và Quyên ở bên cạnh. Cô ăn cơm chung với cả nhà, cho nên bất cứ món nào vào bụng cô cũng đều qua miệng của mẹ chồng và em chồng cả. Phan nhiều lần nói với Hoa: mình đừng có đặt nặng vấn đề trai gái. Con nào cũng là con mà. Anh yêu mình, và vợ chồng mình còn trẻ, mặc sức mà sinh con. Cho nên 10 đứa, chẳng lẽ không có đứa nào là trai hay sao? Nhưng mà nếu như 10 đứa mà toàn là gái á, thì lại càng quý. Anh cũng không vì vậy mà trách mình không có người hương quả cho nhà họ Phan đâu. Mình đừng có nên bị cái vụ con đích tôn mà ôm áp lực vô người đó biết chưa. Càng ở bên cạnh nhau lâu, Hoa càng cảm kích và yêu thương chồng nhiều hơn. Bà Ba Hàng đã chọn bà Hạt là mụ giường cho Hoa nếu như khi lâm bồn mà không kịp đưa đi nhà sanh. Tuy chưa lần sinh đẻ, nhưng do nuôi Quyên từ thổi lột lòng nên Hàng rất có kinh nghiệm. Bà sắm sửa tả lót cho bé, đồ xông hơi cho Hoa. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ ngày đứa bé ra đời. Do làm chuyện lặt vặt suốt ngày nên Hoa sinh con rất nhanh, không kịp đi nhà bảo sanh. Lúc đó đã là vào khoảng nửa đêm. Chuỗi sau Tri Huyện lại bận việc quan mấy ngày không có ở nhà. Bà Hàng với Quyên còn ở nhà ông Thức, vì hồi chiều ông sai người tới rước mẹ con về để bàn chuyện hôn sự của Quyên. Người thanh niên ông chọn thì Quyên không thích, và bà Hàng chịu ý con gái, cho nên có lời qua tiếng lại với bà Hai Diệu. Không thỏa thuận được, mẹ con dắt nhau về lúc nửa đêm. Mặc cho ông Thức tức giận, cũng không thèm giữ lại hay sai người đưa về. Khi hai mẹ con về tới phủ Huyện thì trời ơi, nhận được tin sét đánh. Bà Huyện qua đã mất sau khi nhìn thấy đứa con gái đầu lòng. Bà Ba hoảng loạn chạy ùa vào phòng. Bên cạnh thi thể còn ấm nóng nhưng đã ngừng thở của con dâu, là một đứa bé gái không có bàn tay phải, được bọc kín đặt ở bên cạnh. Đứa bé khóc oe oe, khiến cho trái tim của mẹ con bà đau thốn. Bồng nó lên, bà quát hỏi gia nhân: bà mụ giường đâu? Chị bếp lãm run bần bật lên tiếng: dạ, chồng của con đi rước bà mụ mà bà dặn. Nhưng khi đến nơi thì bà vừa mất khi ra ngoài giường. Gia đình đang bối rối lo tang sự, nghe nói bị té mương hay sao đó mà không có kịp hỏi. Đang lúc quẩn bách thì có người giới thiệu là một bà mụ. Họ nói bà này mát tai lắm. Nghe xong bà chạy về nhà lấy đồ nghệ, rồi tới đỡ đẻ cho bà Huyện liền. Tích tắc là nghe tiếng em bé khóc. Nhưng mà khi con chạy vô thì trời ơi, bà Huyện nhìn sững con bé rồi trào máu miệng ra. Chớp mắt tim đã ngừng đập rồi. Con hô quán lên mà không có để ý bà mụ trốn từ lúc nào. Nhưng mà con nghĩ bà ta vô quá sợ nên chạy thôi, chứ không có liên quan gì tới cái chết của bà Huyện hết. Mà vì bà Huyện thấy cô hai không có tai, cho nên lên máu sáng hậu mà qua đời. Quyên khóc nấc lên ôm lấy chị dâu. Cô biết đây sẽ là một cú sốc lớn cho anh mình. Bà Hàng quát văn: vậy sao tụi bay không cấp cứu cho bà Quyên, để bà lại chết oan ức như vậy chứ? Lập tức cho người bắt ngay cái đứa giới thiệu, truy cho ra bà mụ giường đó. Chuyện bà Quyên sinh con tật nguyền thì liên quan gì nó mà nó phải bỏ chạy như vậy chứ? Lập tức làm ngay, chứ để quan Huyện về là tụi bay khó sống với ổng đó. Gia nhân dạ rân rồi tản đi. Bà Hàng ngồi lại, xoa bóp lồng ngực của Hoa, với hy vọng kích thích lại quả tim cho cô.
Nhưng càng lúc thi thể của Hoa càng lạnh dần. Bà chua xót thấy trên khóe mắt của cô còn đọng những giọt nước mắt. Bà khóc và trách: có cái gì đâu mà con chết như vậy chứ. Tật nguyền thì tật nguyền, nó vẫn là sinh mạng mà. Sao con không bình tâm mà sống với con, lo lắng cho nó. Con coi nè, cái mặt dễ thương quá chừng, chỉ khiếm khuyết bàn tay, thì hà cớ gì mà con lại để con mình mới sinh ra đã mất mẹ như vậy. Trường hợp của con, khi mà nhớ lại mẹ chồng con, khi sinh con Quyên ra cũng gặp cảnh như vậy. Trời ơi, má không thể tưởng tượng nổi khi hay tin này Phan nó sẽ ra sao nữa đây. Rồi bà chợt nhớ tới lời A Quế nói: đứa con là trời ban cho hai vợ chồng, phải cố gắng canh chừng, đừng để phúc thành họa. Điều gì khiến cho ông Thức triệu tập bà với Quyên về ngay ngày hôm nay chứ? Tại sao lại đúng hôm nay Hoa lại sinh con? Và tại sao cũng đúng hôm nay bà đỡ mà bà đã chọn từ lúc Hoa cấn thai đã chết đột ngột vì té sông té mương? Rồi ở đâu một cha một mụ đỡ, khi xảy ra chuyện lại bỏ trốn bạc tinh? Chẳng lẽ đằng sau câu chuyện có bí mật gì đó, đã có người dàn xếp mà không ai hay biết hay sao? Bà cho người đến nơi huyện Phan đang thực thi nhiệm vụ mà báo tin. Phan chết điếng trong lòng, anh giao lại cho đồng liêu nhờ làm tiếp rồi quay về Nghi Lộc. Để tránh cho con đau lòng, bà ba không nói cho anh nghe suy nghĩ của mình. Bà Quyện được mai táng ngay trên mảnh đất cạnh phủ huyện. Phan làm hẳn cái nhà mồ rộng lớn, và trong nhà mồ đó Phan chừa một chỗ cho mình sau này. Anh thấy cuộc sống của mình đã mất phương hướng khi người vợ Tào Khang mà anh yêu thương đã không còn nữa. Nhưng nhìn đứa con gái tật nguyền, kỷ niệm duy nhất mà Hoa để lại cho anh, anh tự nhủ lòng mình: dù con bé hình hài nó có ra sao, cũng là máu thịt của vợ chồng anh. Anh phải có trách nhiệm thương yêu nuôi dạy nó nên người. Đứa bé được đặt tên là Phan Khánh Thu. Do lúc sinh thời, bà Quyện được lòng các gia nhân trong phủ, nên sau đó bé Thu lớn lên trong sự đùm bọc của bà nội, của cha và cô, cùng với sự yêu thương của tất cả mọi người. Cha má và anh trai của Hoa đã được quan huyện mua đất khắp nơi khác, nên khi hay tin con gái mất, họ đến khóc than tiễn biệt xong rồi cũng trở về nhà mình. Vì là trẻ sơ sinh nên thiếu hơi mẹ, vậy là chuyện tới tai bà Hai Bá Hậu. Bà lên tiếng tìm cho bé người vú nuôi vừa mới mất con, vú còn đầy sữa, đến để mà cho Thu bú thép. Bà ba vốn không tin bà Hai nên lưỡng lự, nhưng mà đứa bé khát sữa khóc gào mỗi đêm khiến cho bà xót xa, đành phải chấp nhận cho thiếu phụ đó đến coi mặt. Thấy đứa bé nhờ vào những dòng sữa đó mà ngủ yên, nên bà ba chấp nhận cho cô ta ở lại phủ phụ nuôi bé cùng bà. Thiếu phụ đó tên là Lụa, trạc tuổi với Hoa, nhưng chị ta bị ngọng nghịu nên rất ít khi mở miệng. Phan sợ bé Thu lớn lên khi tập nói sẽ bị ảnh hưởng bởi Lụa, nhưng bà ba biểu là không sao. Lụa chỉ có nhiệm vụ cho bú thép rồi giặt giũ, dọn dẹp phòng ốc. Việc ăn uống dạy dỗ của bé, bà và Quyên sẽ đích thân lo. Phan dù bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn dành thời gian cho con. Trong mắt anh, bé Thu hoàn toàn bình thường. Anh không để ý đến khiếm khuyết của nó, nhất định sẽ không để cho nó lớn lên trong mặc cảm. Và anh hài lòng khi được má ba ân cần chu đáo chăm sóc con gái cho mình. Ông Thức thì ghét con bé ra mặt. Ông nói mẹ nó hèn hạ nên sinh ra con tật nguyền. May mắn là sinh xong thì chết, chứ nếu còn, sau này đẻ ra không biết lại thêm thứ gì nữa. Cũng bởi vì những lời như vậy mà bà ba với Quyên cuốn đồ lại phủ huyện ở luôn. Ông Thức căm tức, nhưng sợ Phan trở mặt nên cũng không dám nói gì. Còn bà Hai thì quá sức mừng vui vì xem như mình đã loại được một đối thủ nặng ký. Lạ là con bé Khánh Thu lớn lên khỏe mạnh vui vẻ. Nó không hề mặc cảm về bàn tay không có của mình. Bé quấn quýt với bà nội, thích được cô ba ấm bồng. Bé cũng thương yêu vú nuôi. Mà vú nuôi của bé sau 3 năm sống chung, bà nội cũng không còn kỳ thị gì về cô ấy nữa. Bởi bà nhìn thấy chị luôn nhìn Thu bằng đôi mắt đầy thương yêu,
Thu cười thì Lụa cũng cười. Mỗi khi không bận việc quan, Phan thích chơi với con. Anh ẵm bé ra mộ vợ, kêu nó kêu má ơi má ơi. Rồi anh vuốt ve phần mộ của Hoa, ngậm ngùi nói: cảm ơn em đã để lại cho anh kỷ niệm. Anh ân hận giây phút cuối cùng của em mà lại không có anh. Yên tâm an nghỉ đi em, anh sẽ không bao giờ quên em, cũng như không bao giờ lấy vợ khác. Anh sẽ chăm lo cho cha mẹ em đến trăm tuổi già, nâng đỡ cho anh Hòa, và sẽ luôn xem em như đang ở bên cạnh anh vậy. Kiếp này không mãi bên nhau được thì mình đợi kiếp sau. Những đêm trời trăng, một mình Phan ra ngồi ngoài mộ. Những khi như vậy, anh thấy lòng lắng xuống, nghe an bình trong tim. Phan luôn cảm giác Hoa nhận ra sự có mặt của anh, và đôi khi chạnh nhớ đến lời của bà A Quế. Lòng Phan dậy lên một nỗi ân hận. Mình đã không nghe lời cảnh giác của bà để xảy ra cớ sự. Chỉ có điều Phan không thể nào tin nổi là do nhìn thấy con gái dị tật mà Hoa lên máu sản hậu qua đời. Anh tin Hoa cũng như anh, dù con có mang hình hài xấu xa cách mấy, cũng là kết tinh của tình yêu giữa cha và mẹ. Sao Hoa lại nhẫn tâm kỳ thị con mình tới mức như vậy? Trong lòng có nhiều nghi vấn, nhưng anh không muốn truy tìm, vì anh sợ một khi sự thật phơi bày ra thì mình sẽ phải đối diện ra sao đây. Nhưng anh cô đơn quá, đi ra đi vô đều nhớ. Trước đây mỗi lần về nhà, anh đều thấy cô nở nụ cười chào đón mình, tối sớm cũng chờ anh về dùng cơm. Khi mang thai, bụng bầu ột ịch, vợ chồng tối nằm cạnh nhau, anh vuốt ve đứa con, cảm nhận nó đang đạp vào bàn tay mình. Bây giờ sinh con ra, cô chưa cho nó bú giọt sữa nào đã phủ phàng bỏ đi. Phàng luôn chạnh lòng khi nhìn bé Thu tự sinh hoạt một mình, không cần bà nội, cô hay nhũ mẫu giúp đỡ. Nó sử dụng cánh tay kiếm khuyết của mình một cách nhuần nhuyễn, đúng là có tật có tài. Nhìn con gái lủi thủi tự chơi, trái tim Phàng lại như bị ai đó bóp chặt. Một nỗi đau khó thành lời luôn hiện diện trong anh. Thấm thoát mà Hoa đã mất được 3 năm. Ông bà Huệ cứ dục anh tục quyền, nhưng Phan chỉ cười. Ông tức thì mắng chửi anh: mày cứ lo chung thủy với cái đứa đã chết mà không nghĩ gì tới gia tộc cả. Nó chết là đáng đời rồi, nếu mà còn sống không biết sẽ sinh ra bao nhiêu ma quỷ nữa. Tao không còn hy vọng gì vô mày nữa, bởi vì bên anh địa chủ Mộc không chịu gả Hải Lý cho thằng Hoàng, chứ không thôi thì mày chẳng còn cơ hội đâu. Bây giờ bên đó người ta sẵn sàng cho con họ về với mày, tại sao mày không cưới nó chứ? Mày muốn nhà họ Phan tuyệt tử tuyệt tôn mới dựa bụng mày hay sao? Họ muốn làm thông gia với cha thì dù gả cho con hay cho Hoàng cũng đều được mà. Hơn nữa gả cho Hoàng còn được làm chính thê, gả cho con cũng chỉ làm thiếp thất. Vì ngôi chính thê dù không còn Hoàng, con nhất định vẫn sẽ để trống. Cha nghĩ họ chỉ muốn con gái họ làm bà quyện thôi hay sao? Cha đừng cố gắng thuyết phục con làm gì. Khi nào con thấy thích hợp sẽ tự tìm mẹ cho Khánh Thu, không ai ép buộc được con, dù đó là cha. Cái thằng khốn kiếp mà! Con không phải là cha, trong lòng của con chỉ có một người vợ. Con không hối hận gì giống cha, để vợ mình chết ngay sau khi sanh mà không cố gắng truy tìm kẻ đã hại chết vợ mình. Con cũng sẽ không phải như cha, không vợ này thì có vợ khác, và cùng lúc có nhiều vợ. Cha đừng khuyên can con làm gì, chẳng có tác dụng chi đâu. Rồi thì Quyên cũng xuất giá, cô được gả cho Trí, đốc học ở trên tỉnh. Hôn sự này là do Phan chọn. Trí là em của bạn anh. Một lần về chơi với bạn, anh đã nói chuyện với Trí và thấy tâm đầu ý hợp. Bà Ba Hàng đứng ra lo liệu hôn lễ cho Quyên xong đâu đó
thì mới cho ông Thức hay để mà tham dự lễ cưới. Ông Thức thì ngoài mặt vui vẻ, nhưng trong lòng luôn bực bội Phan, vì anh đã vượt ngoài quyền kiểm soát của ông ta. Với lại có Phan rồi, bà Hàng cũng không còn quan tâm đến ông nữa. Bà chính thức về ở với Phan sau khi đưa Quyên về nhà chồng. 3 năm trôi qua, Lụa vẫn ở lại phủ huyện và không có ý định rời đi. Nghe phong phanh thì đâu như là sau khi mang cái bào thai vô chủ, Lụa bị anh chị dâu đuổi cổ ra khỏi nhà vì cho rằng cô hư hẹn. Lụa đi lang thang bên ngoài rồi sinh con, rồi không giữ được con. Cô trở nên thần trí bất minh, không ăn không nói, cho đến khi gặp người mai mối về đây sống cạnh Khánh Thu. Có thể vì lý do đó mà Lụa xem Thu như con đẻ của mình. Đôi khi bà ba bắt gặp Lụa ôm Thu vào lòng, âu yếm hôn lên mái tóc và mân mê khúc tai chưa kịp mọc lên bàn tay của con bé mà rưng rưng nước mắt. Cử chỉ đó không qua được mắt bà Hàng, nhưng mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng đó, bà luôn chạnh lòng thương cho người mẹ mất con, đứa con mất mẹ. Nếu như Lụa không lớn hơn Phan, hay Lụa xinh đẹp một chút, bình thường một chút, bà cũng sẽ động viên Phan nạp cô làm thiếp, để bé Thu có được người mẹ chăm sóc cho mình toàn ý toàn tâm. Nhưng sau đêm nay, qua bao nhiêu năm vắng mặt cõi đời, Phạm Lệ Qua lại trở về bằng giọng hát não nùng ai quán, như than như trách. Thời con gái ngoài ruộng sâu, Qua nổi tiếng hát hay, nhưng khi về làm bà quyện thì chỉ mấy lúc cao hứng cô mới hát cho bọn gia nhân nghe để họ hưng phấn mà làm việc. Và thời gian sắp sinh cô mới cất tiếng hát ru con, nhưng chỉ có chồng mình nghe mỗi khi đêm về. Hôm nay giọng ca lạnh lẽo âm u, như than như quán, như từ nơi âm cảnh vọng về đòi nợ, khiến cho tâm can người còn sống bị xáo trộn, rai rứt không nguôi. Nhất là Phan. Tự nhiên anh bỗng cảm thấy hình như mình đang bỏ sót điều gì đó từ sau cái chết của vợ. Tại sao anh thừa biết Khoa không vô tâm trước mọi hoàn cảnh của người ăn kẻ ở, mà lại vô tâm với con đẻ của mình? Từng chữ từng lời trong bài hát của cô dội vào tim anh một nỗi nặng nề, như có tảng đá vô hình đè lên lòng ngực. Ai bắt con ta? Không phải con cô là Khánh Thu vẫn còn nằm bên cạnh khi xác cô đã lạnh cống hay sao? Và nếu như không thả con về thì cô sẽ đi tìm ai mà trả thù? Ôi, sự thật nào còn đang bị che đậy mà anh không thể ngờ tới được chứ? Xét cho cùng, khi Qua lâm bồn, người gần gũi cô nhất là ai? Má ba và Quyên thì bị cha anh triệu về vì chuyện không đâu chẳng hề gấp gáp. Chị bếp lãm biểu chồng đi rước bà mụ, thì bà bị chết chìm ngay thời điểm đó. Rồi từ đâu xuất hiện một bà mụ khác, gây án xong thì bỏ trốn ngay lập tức hay sao? Rồi má hai điểm chỉ cô Lụa đến làm nhũ mẫu cho Khánh Thu có mục đích gì hay không? Nhưng mục đích gì bây giờ? Lụa sống trong phủ 3 năm, chỉ biết toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Thu, không ngồi lê đôi mắt, không một bước ra khỏi nhà, không hề qua lại với bất cứ ai bên ngoài, kể cả anh ruột theo lời đồn đãi, thì có cái gì để cho anh nghi ngờ đây? Nhưng mấu chốt là kẻ đã giới thiệu bà mụ Dường, hắn đâu? Và bà ta như đã bốc hơi mất tâm mất tích hình hài rồi. Trở lại với bài hát của Hoa, như vậy là trước khi chết cô đã nhìn thấy đứa con của mình mà không phải là Khánh Thu hay sao? Và cũng chính vì vậy mà cô uất ức đến trào máu mà chết. Vậy là có một cuộc hoán đổi thân phận. Con của anh bị đánh tráo với đứa bé tật nguyền này. Mục đích của họ là cái gì? Và cái chết của vợ anh có giống như cái chết của má anh năm xưa hay không? Phan thấy đầu óc của mình mụ mị, nhưng anh nhất định phải truy cho ra sự thật, không thể mắc lấp tai ngơ như bấy lâu nay. Thì ra Hoa luôn ngậm đắng nuốt cay mà không siêu thoát được, và đã đến lúc cô kêu oan cho con mình rồi. Chiều tối, Phan ra mộ vợ, đốt 3 cây nhang cắm lên cái lư hương nhỏ dưới chân mộ. Anh lầm rầm khấn vái. Qua, anh nhớ em nhiều lắm, em có biết hay không? Trong tim anh, hình bóng em luôn hiện diện. Sao mà lúc nào anh cũng đinh ninh
là chúng ta chỉ tạm rời xa nhau. Thế nào rồi cũng sẽ có một ngày đoàn viên. Anh sống bằng ảo tưởng như vậy đó. Chỉ cần có mong đợi thì sẽ không cảm thấy cô đơn. Nhưng qua anh chờ hoài mà sao chưa đến cái ngày đó. Anh dần dần phát hiện ra mình đã cô đơn rồi. Bởi vì sao vậy? Vì sao mà em chưa trở về bên anh? Em bị oan ức có phải không? Sao chẳng báo tin sớm cho anh để anh rửa hận cho em? Theo em, bé Thu không phải là con của mình sao? Vậy thì nó là con của ai? Em linh thiêng hãy báo mộng cho anh biết. Anh nhất định sẽ đưa con mình về nhận tổ quy tông. Phan giật thót người khi nghe giọng nói từ phía sau lưng. Anh quay lại nhìn, thì ra là má ba. Đó là con lụa. Kìa má, sao má lại nói như vậy? Bà Hàng ngồi xuống bên cạnh Phan, kéo tay anh mà nói khẽ. Má theo dõi ba năm nay. Ban đầu má chỉ nghĩ đơn giản nó vì mất con cho nên thương con bé. Nó bất hạnh, xấu xí ngọng nghịu, nên bị đàn ông bỉ ổi nào đó gạt. Bây giờ ở cạnh Khánh Thu, nên nó coi con bé như con mình sinh ra. Nhưng mà một hôm vô tình má nghe nó nói chuyện với con Thu. Giọng nói rõ ràng, không chút đớt đát, là trong lòng má có chút gợn rồi. Sau đó má âm thầm theo dõi nó, thấy nó kéo con Thu lại, ôm vào lòng rất âu yếm, rồi hôn con bé bằng ánh mắt vô cùng thương yêu. Lẽ ra má cũng không quan tâm, nhưng khi con bé Thu đi thì nó ngồi lại. Nó cười một mình và nói thành tiếng như vậy nè. Đủ rồi con. Má chỉ mong có như vậy, được nhìn thấy con lớn lên bên cạnh má, sống cuộc sống của một tiểu thơ quê cát là má vui lắm rồi. Mặc kệ bọn họ làm gì thì làm, má không quan tâm. Má không có lỗi lầm gì hết. Má chỉ là nạn nhân như bà Quyển đây thôi. Má muốn tố cáo họ lắm. Nhà này đều là người tốt, nhưng mà má không dám làm gì hèn. Vì bà ngoại con bị họ giết chết và vùi xác xuống địa mà không có chứng cứ tố giác. Vì thằng cha khốn nạn của con có lẽ đã bán rẻ má con mình. Mà thằng cha khốn nạn đó là ai, má cũng không biết nữa. Nhưng nếu có biết, cũng đâu có chứng cứ gì mà buộc tội hắn. Ai sẽ phân xử cho má đây? Bây giờ được nương nhờ nhà Tri Quyển, má biết ông ấy có thể đòi lại công bằng cho má. Nhưng mà nếu như má nói ra sự thật, thì cuộc đời của con sẽ bi đát. Phần má thì sao cũng được, nhưng con, má phải bảo vệ. Dù có suốt đời chỉ được nghe con gọi bằng vú, suốt đời làm người hầu kẻ hạ cho con, má cũng cam tâm tình nguyện. Con lụa này là do bà Hai đưa lại. Chuyện quá dễ hiểu rồi. Nghĩa là bà Hai đã biết trước con lụa là má ruột của đứa bé gái tật nguyền này. Và vì sao mà nó lại là con gái của con thì chỉ có người bài mưu mới biết. Vậy thì đứa con mà con qua sanh ra đâu rồi? Nếu như không có chuyện gì, sao con qua nó lại ta tháng than khóc nửa đêm nửa hôm như vậy? 3 năm trôi qua nó chưa siêu thoát được. Má nghĩ thời gian vừa qua, nó cố tình tìm kiếm đầu dây mối nhợ của chuyện này. Má tin rằng con qua đã thấy con của mình rồi, nhưng mà cuối cùng lại là một đứa bé gái tật nguyền, nên mới uất ức mà nghẹn thở. Cũng có thể người ta giết nó rồi ngụy tạo cũng không chừng.
Vì khi mà má với con Quyên chạy vô thì con Hoa nó chết rồi. Lúc đó thì ả mụ giường đã bỏ trốn. Tại sao phải bỏ trốn? Nghĩa là khi vô nó có mang theo con bé Thu, khi ra lại mang con của con ra hay sao? Tại sao cả một phủ lớn như vậy mà không có ai thấy nó bỏ đi chứ? Hai bàn tay của Phan trung linh, môi mím chặt, hai răng va vào nhau. Anh thở ra một hơi rất mạnh. Mình bắt đầu từ đâu bây giờ má? Con lụa chăng? Con nghĩ con lụa sẽ khai sao? Khai ra để con nó bị kỳ thị sao? Nếu nó được bà hai cho phép tới đây để gần gũi với con, thì bà ta ắt có cách bảo vệ cho nó. Đánh rắn phải đánh đằng đầu, kẻo nó quay lại phun nọc độc vô ta. Cứ chờ đi, chờ con qua cho thêm vài ý nữa. Còn chuyện bà hai con hãy giao cho má, miễn là con luôn ở phía sau hỗ trợ má là được. Phan nắm tay Hàng, gật đầu quả quyết. Con sẽ luôn hỗ trợ má. Nếu như quả thật bà ta có liên quan tới vụ án này, thì cho dù cha con có can thiệp cũng không cứu được bà đâu. Hai má con ngồi lại bàn tính một hồi rồi mới quay về. Và nửa đêm hôm đó, lại là giọng hát lanh lảnh của Hoa vang lên giữa trời đêm tĩnh mịch, khiến cho cả phủ huyện sởn gai ốc. Phan lặng người đi. Hoa đã nói rõ ràng như vậy, anh còn nghi ngờ cái gì nữa? Phan tung mình chạy ra mở cửa. Bà Hàng đã đứng sẵn ở đó, nắm tay kéo anh ra mộ của Hoa. Những ngọn đèn cầy leo lét cháy sáng chung quanh ngôi mộ. Gió thổi ào ào mà chúng không bị tắt ngọn nào. Một khung cảnh ảm đạm ma quái nhưng không làm cho hai người sợ. Phan ngồi xuống mộ, anh đốt cho cô ba cây nhang, nói khẽ vừa đủ cho bà ba nghe. Anh hiểu ý em rồi. Anh biết con của chúng ta là trai, Khánh Thu là con của lùa. Anh sẽ bắt đầu từ lùa. Nếu có người âm mưu hại em và con, anh thề sẽ trả thù cho em. Anh thề sẽ đưa con về đây và cho nó nhận tổ quy tông, để an ủi vong linh của em nơi chính suối. Em hãy phù hộ cho con được bình an, chờ anh đến giải thoát cho nó nghe qua. Ngày mai đó, má sẽ đến gặp bà hai để hỏi cho ra nhân thân của con lụa. Con yên tâm mà chờ đợi. Má và chồng con sẽ đưa con của con về đây, để con được yên tâm mà siêu thoát nghe con. Con dâu của má. Một trận gió ào ào thổi đến lạnh buốt, mà những ngọn đèn cầy và ba nén nhang mà Phan vừa mới đốt lên cũng không hề xao động. Hai má con ngồi sát vào nhau, thì thầm to nhỏ kế hoạch truy tìm kẻ đã gây ra thảm trạng này. Và đêm hôm đó, một lần nữa giọng của Hoa lại não nuột vang lên, nhưng lần này là một bài hò. Ngờ đâu
đâu gặp phải ngàn lần đau thương. Tìm con về lại gia đường Phan ơi, anh đừng nhàn nhã thành thơi, bỏ con lăn lóc ngoài đời em đau. Trái tim của Tri Huyện Phan thắt lại, nước mắt giàn giụa chảy ngược vào trong. Anh nào có thể làm ngơ trước nỗi đau, nỗi quan tình của người vợ mất con không siêu thoát được hay sao? Bên kia phòng, bà Hàng thương Phan không biết để đâu cho hết. Bà Hà quyết tâm sẽ truy tìm cho ra thủ phạm chuyện này, để đưa đứa con máu thịt của vợ chồng anh về nhận tổ quy tông. Sáng lại, bà kêu chị Lụa đến. Không chờ chị kịp ngồi xuống, bà đã hỏi ngay: mấy bữa nay mày có nghe tiếng hát của bà Quyện qua không? Lụa ngơ ngác, chị cất tiếng nói bình thường, không chút đớt đát. Dạ, tiếng hát của bà Quyện là sao vậy bà? Không phải bà Quyện đã mất rồi hay sao? Phải rồi. Chính vì nó mất, mày mới có cơ hội vào đây. Hơn 3 năm rồi mà diễn kịch cũng khéo quá, nên má con tao không có nhận ra. Khôn hồn thì khai thật đi. Quả mai tao sẽ cho má con mày an toàn mà rời khỏi đây. Là ai? Ai đã bày mưu cho mày đem con gái vô đây, trao đổi với con trai của quan quyện vậy? Mày không biết đây là tội chết hay sao? Lụa thất sắc, trung giọng nói: Bà ơi, bà nói gì con không hiểu. Bà mưu lập kế gì chứ bà? Bà Hàng vỗ tay xuống bàn, giận dữ mà nói: Mày giả nai với tao sao? Mày nghĩ tao không nhìn ra mày chính là mẹ ruột của con Khánh Thu sao? Mày lập tức khai ra, ai đã khiến mày vô đây làm nhũ mẫu? Ai đã đem con gái mày trao đổi với con trai của quan quyện? Mày tức thời khai ra, nếu không mẹ con mày sẽ chẳng biết tao làm gì để trị chúng bay đâu. Đầu tiên tao sẽ lưu đứa nhỏ đi, thả bè trôi xong cho nó chết khô chết héo ngoài biển, hoặc đập cho nó chết nơi công đường để trừng phạt cha má nó. Sau đó phát lệnh truy nã hai kẻ đã sinh ra nó, tìm người đưa nó vô phủ huyện, trao đổi công tử con Tri Huyện. Chúng bày chơi ác với người ta một, tao sẽ trả lại gấp 10. Bà Quyện chết rồi sẽ không đau khổ nữa, nhưng tụi bay còn sống. Sống mà không bằng chết mới xứng với tội lỗi mà bay gây ra. Lụa quỵ xuống, dập đầu xuống gạch liên tục mà khóc lóc: Bà ơi, chắc bà đã hiểu làm chị con rồi. Hàng lại đập bàn, lớn tiếng quát: Hiểu lầm hả? Chính mắt tao thấy, chính tai tao nghe mày đã làm gì, nói gì với con Khánh Thu, còn chối cãi nữa hay sao? Mày nói mày ngộng nghịu, nhưng hiện tại mày có ngộng hay không? Mày đã nói ra gì với con Thu ngoài bờ tường, chắc mày chưa quên đâu ha. Bây giờ khai ra, hay là để quan quyện tra khảo? Mày muốn tao đập đầu con Khánh Thu như đập con cá lóc và quăng xuống địa cho cá ăn hay không? Thu trung lập cập, không biết nên nói gì thêm nữa. Bà Hàng khịt mũi lạnh lùng: Nghĩa tình mấy năm nay chưa có động thái gì, nên quan quyện mới cho mày cơ hội tự thú.
Nhưng nếu mày ngoan cố thì cứ đợi đó đi. Quyện Phan sẽ mở cuộc phán quyết mày. Để coi trước công đường, mày thà chết để bảo vệ cho kẻ kia, hay vì con mà khai ra ai đằng sau chủ mưu? Nếu như mày thà chết để bảo vệ họ, thì công mày hy sinh bên cạnh con gái tật nguyền của mày 3 năm là trở nên vô ích. Hiểu chứ? Lụa ngồi bẹp xuống đất, ngẩng đầu nhìn bà Hằng, đôi mắt đã vàng giụa nước. Dạ, xin bà hãy tin con. Thật ra con không hề biết chuyện gì đã xảy ra hết á. Con giống ở tuốt trong khu rừng cạnh dãy ruộng của bà đi chủ mộc. Con ở với má của con. Má của con bị câm, nên con cũng không biết cha mình là ai nữa mà. Ở đó người ta gọi má con là bà khùng. Bà có thể đi xác minh chuyện này. Trong bỗng một hôm, cách đây cũng nhiều năm rồi, má con bỏ đi đâu mất biệt. Con nghĩ rằng má đã chết bất xác nơi nào đó rồi, chứ má con không bao giờ bỏ con lại một mình như vậy. Lúc đó con đã 20, đi cấy mướn để tạm đủ sống qua ngày. Con không dám bỏ đi tìm, vì sợ nếu má con quay về thì không biết con ở đâu. Nhưng mà chẳng bao lâu thì người ta phát hiện ra xác của má con bị vùi dưới địa gần chỗ con ở. Con làm sao đây bà ơi? Thấp cổ bé miệng, con đâu biết kêu ai. Con bỏ làng đi một thời gian, thân tàn ma dại, mới trở về đây kiếm sống bằng cách mò tôm bắt ốc. Vậy mà lũ khốn kia cũng không tha. Nửa đêm con bị một thằng bịt mắt trói con lại rồi hãm hiếp. Hậu quả là cái bào thai này đó bà. Nhưng mà ngày con sinh nó ra, chỉ nhìn mặt được một chút, biết tay phải của nó không nguyên vẹn, là tự nhiên con bị hôn mê. Khi tỉnh dậy, thấy mình nằm trơ trọi ở ngoài, cái chồi lá thì bị đốt cháy rụi. Con quá điên, miệng không mở ra được để nói chuyện, để tố cáo vượng bất nhân đó. Vậy là con đi lang thang để tìm con mình. Rồi có kẻ thấy con, lôi con đến gặp bà Hai. Bà Hai nói bà Quyện vừa sinh em bé nhưng mà mất rồi. Đứa nhỏ thiếu sữa mẹ gào khóc sáng đêm. Bà lệnh cho con tới chăm sóc. Khi vừa nhìn thấy đứa bé, con liền biết đó là con gái của con rồi. Cho nên con nghĩ bên trong chắc có âm mưu gì đó, chứ bà Quyện chết cũng bởi vì lý do này. Nhưng mà con ngu dốt nên không biết gì, chỉ thấy ngày ngày được sống bên cạnh con mình, cho nó bú bằng sữa của mình, con chấp nhận im lặng cả đời cũng được. Miễn sao con gái con được sống vui vẻ hạnh phúc, được đủ đầy, thì cho dù đến chết không nhận con, mà mãi mãi là tôi tớ của nó, con cũng chấp nhận. Được, vậy mày nói tao nghe, mày và bà Hai Bá Hộ có quan hệ gì? Con chưa từng gặp bà Hai trước ngày hôm đó. Con nghĩ là bà chỉ lo cho cháu nội thôi. Bởi vì trong lời nói của bà, con nhận ra bà không hề có ác ý. Bao lâu nay con cũng luôn lấy làm lạ, vì sao mà con gái của con lại vô đây làm tiểu thư? Còn con thực sự của bà Quyện thì đâu rồi? Do vì sao bà Quyện lại chết sau khi sinh? Con hỏi nhưng mà không có câu trả lời cho mình. Rồi con cũng ích kỷ, kể chuyện gì đã xảy ra, mình không tranh giành, không âm mưu thủ đoạn gì cả. Giờ đây con mình được chăn êm nệm ấm là phước ba đời rồi. Con trọng ơn bà và ông Quyện đã cưu mang con, thương yêu con Khánh Thu. Nhưng mà mấy bữa nay á, thật sự con đã nghe được tiếng bà Quyện hát. Con chưa hân hạnh được biết mặt bà, nhưng nghe tiếng bà rất nhân từ,
trong lòng con tràn đầy mâu thuẫn. Nửa muốn sự thật được sáng tỏ, đưa cậu hai về để bà Quyện được yên lòng nơi chính suối. Nửa lại lo cho số phận của con Thu. Nhưng cho dù con có muốn nói ra sự thật, thì cũng chỉ nói Khánh Thu là con gái của mình thôi. Mọi chuyện khác con không biết thiệt bà. Con xin dùng sinh mạng của hai mẹ con, mà thề với bà như vậy. Bà Ba thở hắt ra, rồi gật đầu. Coi như tao tin mày. Nhưng mày phải nói cho tao biết, thằng nào đã hãm hiếp mày. Tới bây giờ mà mày còn che đậy cho nó nữa hay sao? Và tại sao trước đây tao lại nghe mày bị anh ruột chị dâu hắt hủi vì có thai quan vậy? Dạ không, con không có ai thân thích ngoài má của con. Con cũng không biết từ đâu mà có tin đó. Và thằng hãm hiếp con, nếu biết nó là ai, con nhất định sẽ tố cáo nó. Con nghĩ cái chết của má con có liên quan tới nó. Chắc con cũng cho rằng chính nó đã bắt con của con đi. Lúc mày sanh đó, ai đỡ đẻ cho mày? Con chỉ biết đó là một dì cũng trọng tuổi, vì vô tình đi ngang thấy con lăn lộn nên đỡ đẻ cho con bằng những thứ đơn sơ lúc đó. Sau đó dì chợ con tỉnh táo đàng hoàng mới đi, nói là có sản phụ đang chờ dì ấy thăm khám, rồi sau đó sẽ trở lại thăm con. Rồi thì con không biết và không gặp lại dì ấy nữa. Nhưng sau đó con nghe nói dì mất ngay trong ngày con sanh. Nghĩa là khi về nhà, chưa kịp về thì đã bị ngã dìm xuống mương chết chìm rồi. Bà Hàng kinh hoàng kêu lên. Đúng vậy sao? Thì ra bọn họ cố ý giết bà đỡ hạt mà tao đã chọn cho con Hoa từ khi nó mới bắt đầu cấn thai. Chúng biết Hoa sắp sinh nên giết bà ấy để đưa mụ dưỡng khác thay thế, hòng trao đổi con. Thật là quá đáng rồi. Nhưng mà trao đổi để làm gì? Chúng bắt con trai của Tri Huyện với mục đích gì chứ? Rồi như chợt nhớ lại, bà kéo tay lụa. Nè, khi thằng khốn đó làm nhục mày, mày không phát hiện nó là ai hay sao? Ít nhất cũng phải nghe giọng nói hay mùi màng trên người nó chứ. Bộ mày không chống cự lại sao? Rồi trong thời gian mang thai, mày thấy tên nào lai vãng tới không? Phải có thì mới biết ngày mày sanh con trùng với ngày của bà Quyện chứ. Lụa im lặng, mím chặt môi, cặp mắt long lên, khuôn mặt đã đanh lại. Một lúc sau chị mới cất tiếng. Nếu con không lầm thì đó là một tên tá điền. Bởi vì khi hắn nằm trên người con cảm nhận hắn rất lớn xác. Tên này không hiểu sao mà chẳng bao giờ thấy ra ruộng, vì ngoài ruộng con không thấy ai mà bự như hắn hết. Con nghe giọng hắn rít lên khi con chống cự, rè rè và hách dịch lắm. Bữa đó con đã cạo vô vai hắn một phát rất là mạnh tay, máu lên láng chỗ con nằm. Con chắc chắn là trên vai hắn vẫn còn vết sẹo nữa mà. Bà nói quan huyện điều tra vết sẹo đó chắc là sẽ được. Nếu hắn chượng mặt và đúng là cha của con, thì cậu hai sẽ được đưa về liền. Bà Hàng gật gật đầu, trong đầu đã vạch ra một kế hoạch. Tối lại, bà kể cho Phan nghe cuộc nói chuyện với bà và Lụa. Phan nói chắc nịch. Nếu là ta điền thì phải nhờ tới địa chủ Mộc rồi. Nhưng mà đó là tai gian xảo. Vợ nó lại luôn muốn con gái của họ làm bà Quyện, mà sợ họ đặt điều kiện với con đó. Mà lo gì, con dễ bị hiếp đáp lắm hay sao? Nếu họ yêu cầu con cưới Hải Lý, con sẽ buộc họ tìm giúp con hung thủ, rồi thì con sẽ theo lời họ ngay. Vậy con sẽ tục quyền với Hải Lý hay sao? Chuyện đó tính sau đi má. Trong lòng con bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn là cấp tốc đưa con trai trở về. Được, má biết rồi. Nhưng mà khoan đã,
để mời má lại gặp bà hai, coi bà có dính líu gì tới vụ này hay không. Má vẫn nghi ngờ bà lắm. Bà không tốt tới mức tìm người cho Khánh thu bú thép đâu. Má nhớ cẩn thận, có gì cần con hỗ trợ má cho con biết liền nghe má. Bà Hàng vỗ đầu Phan, ánh mắt trìu mến, giọng nói đầy yêu thương. Hãy tin tưởng má, má bây giờ chỉ có anh em của con thôi. Hai đứa là cuộc đời của má mà. Trước mắt má sẽ cho gia nhân tung tin ra ngoài cả huyện, nói về việc quan hồn của con Khoa về đội con. Má có mục đích của má, con hãy chờ xem. Hôm sau, bà Hàng kêu gia nhân đánh xe ngựa đưa bà lại nhà ông bá hộ thức. Lâu rồi bà không về từ sau khi gả con Quyên. Xe đậu ở ngoài cổng, bà ung dung đi vô nhà. Đám gia nhân ngạc nhiên và hiếu kỳ, không biết hôm nay bà ba lại đây làm gì, nên ai cũng lóng ngóng dội theo. Bà hai ngồi ở bộ trường kỷ, vừa rót ly trà vừa đưa mắt nhìn bà ba, giọng mát mẻ. Ôi, bữa nay có việc chi mà rong đến nhà tôm vậy ha, mẫu thân của ngài Tri Huyện. Ủa, vậy chứ chị không phải má của Tri Huyện sao? Chỉ một mình tôi nhận thiên chức này thôi hả? Tôi làm gì có cái vinh hạnh đó chứ. Thậm chí cửa lớn của phủ huyện tôi cũng chưa từng bước vô mà. Ai cấm cản chị sao? Mà thôi, bữa nay tôi tới không phải để cãi nhau với chị. Cho hỏi ông bá hộ đâu mà ông thấy vậy chị? Xê, tôi quản được ổng sao? Hồi trước ổng mê gì như vậy mà gì còn không quản được. Huống chi tôi chỉ là mồi giữ của cho ổng mà thôi. Bà ba phật lên cười, ghẹo gan bà hai. Chị vẫn tệ như xưa ha. Bây giờ không có ai tranh giành với chị mà chị vẫn không giữ được chồng. Tính ra chị lớn chết oan uổng thiệt. Nếu mà còn chị lớn thì cái quy của chị ấy cũng đủ lấn áp ổng rồi. Bữa nay chị lại đây chỉ để nói nhảm mấy câu vậy thôi đó hả? Tôi trăm ngàn việc, rỗi hơi đâu mà nói chuyện phím với chị. Tôi cũng không có rảnh rang mà từ phủ huyện lại đây kiếm chị nói chuyện phím. Bữa nay tôi tới là để hỏi chị, chị quen biết như thế nào với con Lụa, và vì sao chị mai mối cho nó vô phủ để nuôi con Thu chứ? Bà hai khịt mũi, cười khẩy. Giờ vì sao vậy? 3 năm nay không nói gì, giờ truy cứu là sao? Thì chị cứ nói đi. Tôi thì quen biết gì con đó. Chẳng qua nghe người ta nói nó mới sanh xong mà không nuôi được con. Sữa căng hai bầu vú đau nhức nên mới chợt nhớ tới con bé, rồi kêu nó lợi đàn phủ xin vô làm nhũ mẫu thôi. Tôi cũng mới gặp nó lần đầu, có biết chi về nó đâu mà tra khảo tôi. Nếu muốn biết về nó với địa vị của quan huyện, Phan nó không tìm ra hay sao? Tôi già cả rồi, lại chẳng có quyền có thế, tôi có giúp gì được đâu chứ. Tất nhiên là tôi không yêu cầu chị giúp. Tôi chỉ hỏi cơ duyên nào mà chị gặp được con Lụa. Nếu chị biết nó thì sẽ biết được thằng Lâm nó có bầu. Tôi chỉ cần chỉ ra cái thằng đó là được. Để làm chi? Để dì đòi công bằng cho nó hả? Muốn vậy thì hỏi nó chứ. Nó ăn ở với ai mà cũng không biết nữa sao? Bà ba vỗ tay nhẹ nhẹ xuống mặt bàn. Nè chị, chị đừng có lớn tiếng như vậy. Chắc là hổm rại chị không nghe chuyện. Nửa đêm hồn ma của con Qua về đòi con, và Hâm sẽ trả thù phải không? Nó nói rõ con nó là con trai, sanh ra không có tật nguyền gì hết, mà bị người ta ăn cắp lưu đi, tráo đổi đứa bé gái tật nguyền. Nay tôi hỏi chị, người làm cha mẹ có thể để con mình chết oan ức và cháu nội lưu lạc bên ngoài hay là không? Mặt mày tái mét, bà hai chồm tới níu tay bà ba. Dì nói thiệt mà không có nhát tôi đâu chứ. Làm gì có chuyện rùng rợn như vậy?
con qua chết cũng hơn 3 năm rồi. Nếu mà có bí ẩn chi thì sao 100 ngày nó đã hiện về mới phải chứ. Có thể vì lúc đó nó chưa xác minh được sự thật. Bây giờ thì rõ nguồn cơn rồi. Nó đội lại con là chuyện thường tình thôi. Trời đất ơi, vậy rồi dì với Quyện Phan có nghi ngờ ai không? Như chợt nhớ ra, bà hai giật mình nghiêng người qua, trợn mắt ngó bà ba. Hả? Không lẽ dì nghi tôi hả? Trời đất ơi, tôi ăn gan trời cũng không có dám làm mấy cái chuyện thương thiên hải lý gì đâu dì ba. Nếu muốn điều tra cái vụ này và dùng phương pháp loại dần á, thì bỏ tôi ra giùm đi. Như vậy dì sẽ thu hẹp được đối tượng hơn. Tôi nhỏ mọn ích kỷ, nhưng mà không có đê tiện tới nỗi hại con dâu của mình đâu dì. Với lại tôi được lợi lộc gì trong cái chuyện này chứ? Thằng Phan tuyệt tử tuyệt tôn là tổn thất cho nhà họ Phan. Tôi là người họ Phan mà, chỉ muốn nhà chồng danh giác, đâu có hèn kém tới nỗi mà chỉ lo cho con của mình chứ gì. Bà ba xua tay lắc đầu. Tôi không có nghi ngờ gì chị. Tôi chỉ tham khảo ý kiến của chị thôi. Cái tôi muốn biết rõ là vì sao chị đưa con lụa tới. Chị có quan hệ chi với nó? Biết được nhân thân của nó đó, thì mình sẽ điều tra ra ai chủ mưu cái chuyện này. Bà hai thẫn thờ nói trống không. Trời ơi, không lẽ con Hoa nó chết oan sao trời? Ai mà làm cái chuyện động trời động đất, đem đứa con tật nguyền đổi lấy đứa lành lặn như vậy chứ? Dù gì đứa nhỏ cũng là quan tri huyện mà. Chúng nó ăn gan hùm hay sao mà dám động thủ trên đầu thái tuế chứ? Rồi nhìn bà ba chân tình mà hỏi han. Bây giờ tính sao đây dì? Nè, chị quen biết thân thích với bà địa chủ Mộc, đâu chị lân la hỏi bà coi có thằng tá điền nào mà lòng lan dạ xối như vậy hay không. Nó hãm hiếp con lụa, khiến cho con nhỏ có bầu rồi bỏ. Chắc là nó cũng ăn cắp con của con lụa, cháu với con Hoa chứ không đâu hết. Bà hai chặt lưỡi lắc đầu. Khiếp đảm quá. Được rồi, chuyện này gì để tôi lo. Mà dì nói con Hoa nó hiện hồn về đội con á, là đội làm sao? Bà ba rùng mình, cố tình nhắc bà hai. Trời ơi, nửa đêm nó cất tiếng hát lành lảnh, cả cái phủ huyện đều nghe. Nó kêu là thằng Phan đưa con nó về, kêu đám người bắt con trả lại cho nó, bằng không là nó trả thù. Trời ơi, tôi nói nghe cái giọng hát nó ma quái khiến mình nổi óc cục hết đó chị ơi. Đúng là lòng mẹ vô biên. Tuy chết rồi mà vẫn không yên tâm nhắm mắt khi con mình bị lưu lạc. Bận này mà tìm không ra đó nghe, tôi nghi nó sẽ khiến cho kẻ hại con nó thân sơ thất sở luôn, chứ không phải chuyện chơi đâu. Dứt lời bà ba đứng dậy cáo từ. Mình làm mẹ tụi nó, mình không thể trơ mắt ra nhìn được. Chị công nhận với tôi không? Vì vậy chị gặp bà địa chủ Mộc đi, hỏi han cho khéo, rồi nhờ ổng bả tìm giúp cái thằng khốn đó. Chứ để quan huyện mà ra tay đánh rắn động cỏ, rắn trốn mất rồi thì biết đâu mà lần. Được rồi, dì về đi, tôi thay đồ lợi nhà bà Mộc liền. Tiễn bà ba ra cổng, bà hai chợt thở dài. Ôi dì bây giờ không còn bận tâm gì tới lão già dịch thức nữa, cho nên mới nhẹ lòng. Còn tôi đương buồn bực thằng cha dữ lắm mà không biết làm sao. Bà ba xoay người lại, nắm tay bà hai mà thông cảm nói. Ông lại làm gì nữa hả? Bữa nay ông đi rước con mắm kia về, nói nó sanh cho ông thằng con trai nói dối rồi. Ông coi bộ mừng với tân tiêu lắm, nói nó có mặt đúng lúc, chứ hai thằng anh của nó không ra đám ôm gì. Để rồi coi, con mắm đó về đây tắc quái tắc quái nữa cho coi. Trời đất ơi, ông từng tuổi này mà có con nhỏ sao? 3 tuổi rồi chứ nhỏ nhít gì nữa gì. Nghe nói ông ăn ở với nó rồi bỏ, ông có biết nó sanh con. Chừng gặp lại thì thằng nhỏ trọng điếng rồi, nên ông đâu có tin con của ông. Vậy là trích máu nghiệm thân,
thì quả là quan hệ cha con ruột thịt. Gia nội đó bây giờ mừng lắm, một hai rước về. Mà tôi coi mọi con nhỏ này cũng không có hiền hậu gì đâu. Thì chị tệ ngay khi nó bước vô nhà đi. Ông Tức cần chị quản lý cái nhà này, chứ ông đâu có dám đưa cho nó đâu mà chị lo. Cha nội đó đa nghi còn hơn Tào Tháo mà, chả mà tin ai đâu chị ơi. Thôi đừng có lo, tôi biết chị thừa sức trị cái con mắm đó mà. Trị cái gì? Thằng chả mà đổi nó lên đầu tôi cũng thua thôi. Nghĩ mà mắc cười, thằng tuổi này mà lại đổ đốn như chả, con rơi con rớt đầy đường. Nữa chả lâm chung gì coi nè, con của chả nó gom về chật nhà luôn á. Ơi cái số của mình á, gặp phải người chồng như vậy thôi thì cũng đành thôi chứ biết làm sao giờ. Bà Hàng ra xe ngựa ra về, trong bụng cũng có chút bất an. Chuyện của ông Tức đối với bà không còn là vấn đề để bà bận tâm, chỉ tội cho bà Hai. Nhưng mà bà cũng chưa hiểu về bà Hai được. Bà Hai lo lắng cho Phan thật sự hay là bà ta đóng kịch giỏi? Vì sao mà bà dễ tin bà Hai vô tội trong chuyện này? Nhưng xét cho cùng, hại chết bà Tri Huyện Hoa và lưu đứa bé đi, đổi thành một đứa con tật nguyền thì cũng đâu có ích lợi gì cho bà ta đâu. Bà ta một lòng một dạ muốn con trai mình cưới được con gái của địa chủ. Nhưng Phan không còn vợ nữa thì nguy cơ sẽ tục quyền với Hải Lý là rất lớn. Lẽ nào bà Hai sợ như vậy nên mới âm mưu tráo đổi đứa bé tật quyền vô để bà Mộc sợ không dám gả con hay sao? Nếu dự đoán này là đúng thì chẳng lẽ bà đã tin lầm người? Nhưng mà cũng không sao, vài hôm mà phía bà Hai không có động tĩnh gì thì coi như bà đã biết được câu trả lời. Xe ngựa chạy ngang cánh đồng của địa chủ Mộc, bà Ba nhìn thấy ông ta đang đứng tuốt trong bờ đê nói chuyện với một gã đàn ông xoay lưng lại với bà. Chắc là tá điền đang canh tác thửa ruộng này. Bà Ba cười, ông Mộc không lẫn đâu được bởi cái thân hình quá khổ nung núc thịt của ông ta. Bà Mộc nổi tiếng chằn ăn trăn quấn, hiếp đáp á quyền chồng. Ông địa chủ Mộc hét ra lửa nhưng sợ vợ một phép nên thường hay ra ruộng để tránh vợ. Bởi vậy trên đời cái gì cũng có cách trị là đúng ở trường hợp này. Bà Ba ghé chợ mua một vài món rồi mới về. Xe ngựa tới cổng nhà thì bà nhận ra Lãm, chồng của chị bếp, đang lật đật đi như chạy vô trong bếp. Bà Ba ngẩng người, là cái thằng ban nãy nói chuyện với ông Mộc đây mà. Cái áo khoác anh ta bận bà nhận ra rồi. Lãm có quan hệ chi với ông địa chủ kia? Cả nhà nó có ai làm tá điền cho nhà đó đâu. Phan đón bà ngay phòng khách. Bà vội nắm tay Phan kéo vô trong phòng của bà. Phan ngạc nhiên khẩn trương hỏi, ủa có chuyện gì sao má? Con lập tức viết thư mời vợ chồng địa chủ Mộc và cô Hải Lý đến nhà mình liền ngay trong chiều nay. Trước là để bàn chút chuyện, sau là để dùng tiệc. Má sẽ cho người nó một bữa thịnh soạn, canh cho họ ở chơi tới khuya đó. Chờ con qua cất tiếng hát để má coi phản ứng của họ sao. Trong thời gian chờ họ đến, con tách thằng Lãm ra, tra khảo nó coi nó với ông Mộc có quan hệ gì, vì sao mà lại lén lút gặp gỡ ông ta ngoài ruộng như vậy. Đừng có tin khi nó nói là vô tình. Ai vô tình gặp ai ở cái nơi mà mình không có việc phải đến chứ. Má nghi ngờ thằng Lãm sao? Ừ, bởi vì hôm con qua sanh, chính nó đi mời bà Hạt, mụ giường mà má đã chọn từ trước. Rồi chính nó về nói là bà mụ đã chết và nhà đang phát tang. Nhưng theo lời con lụa thì bà Hạt là người đỡ đẻ cho nó, thì làm sao chết được. Má nghi là chính nó xô bả xuống mương rồi bỏ về tri hô là bả lọt mương chết chìm. Nó phải giết bả thì mới đưa mụ dưỡng khác ôm con bé vô đổi thằng con của con chứ. Con qua có lẽ chứng kiến được cảnh đó và nó bị đè chết cũng không chừng. Bởi vì như con biết đó, qua nói con của nó là con trai mà. Phan lấy tay xoa xoa cánh tay mình. Má nói làm con sợn da gà, thật không thể nào tưởng tượng ra nổi.
Vậy thì chuyện gì mà mình phải mời một gia đình họ hả má? Cứ việc cho Trác đòi họ ra công đường tra hỏi luôn thôi. Bậy rồi, con có chứng cứ sao? Tất cả những gì má nói là do má võ đoán thôi, không có cơ sở buộc tội họ. Tra khảo thì chỉ cần tra khảo một mình thằng Lắm, hỏi cho ra là nó với ông Mộc có quan hệ gì mà lại lén lút gặp nhau ở ngoài ruộng. Điều này không thể nào là vô tình được. Dạ, má dạy sao con nghe vậy? Tâm sự con nhờ má, chứ đầu óc con bây giờ rối tung rối mù. Việc quan việc nhà khiến cho con giận mụ mẫm đi má. Được rồi, cứ viết thư mời nhà họ đi. Chuyện thằng Lãm khi má sắp xếp xong thì má sẽ gọi con. Quyền Phan viết thư mời gia đình ông Mộc chiều nay đến phủ Quyền ăn cơm, có chuyện cần trao đổi. Vợ chồng ông ta mừng quýnh, đoán chắc rằng Quyền Quang mời tới là để bàn chuyện hôn sự chứ đâu. Nếu đúng là như vậy, hai người họ buộc quan Quyền phải cưới con gái mình về làm chính thê, và phải là bà lớn tri huyện, chứ không chấp nhận làm tiếp, đứng sau vị trí của một người đã chết. Hải Lý đắn đo can ngăn. Nếu mà anh ta có thiện chí cưới con làm vợ đó, thì anh ta phải hạ mình tới đây mới đúng đạo chứ. Sao lại dùng quyền hạn mà triệu cha má đến phủ? Nếu là con không có đi đâu. Bà Mộc trừng mắt nạt con. Mày nông cạn quá. Tư cách của người ta là quan quyện mà lại hạ mình tới nhà mình hay sao? Nếu không thì anh ta phải cậy người mai mối chứ. Con ơi, đó là nó muốn tạo tình thân giữa hai gia đình. Dù sao thì má với má hai của nó cũng có giao tình tốt. Với lại con không thấy quan quyện trăm công nghìn việc hay sao? Buổi tối mới có thời gian rảnh, ban ngày người ta còn bận việc quan mà. Thôi không có bàn cãi nữa, kêu sắp nhỏ sắp sửa xe ngựa đi, rồi quà cáp nữa, tới ra mắt người ta. Hải Lý ngoe ngoẩy bỏ vô nhà. Trời ơi, trâu đi tìm cột, chứ cột nào mà đi tìm trâu cha má? Không khéo anh ta khinh con á, thì làm sao làm vợ chồng với nhau được? Lo xa xôi chi vậy không biết nữa. Thôi cứ để tao tự sắp xếp. Để được cái chức phận bà tri huyện thì dù đổi cái gì má cũng đổi cho con. Ở phủ Quyện Nghi Lộc, bà ba kêu gia nhân gọi Lãm tới. Lãm ung dung lên gặp quan huyện và bà ba. Nhưng khi nhìn thấy mẹ con họ ngồi ở đại sảnh, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta, thì hồn vía của Lãm bay sạch đi. Ở phủ Quyện này, từ khi Huyện Phan nhậm chức lập phủ, anh ta chưa từng đối diện trực tiếp với những người có quyền thế trong phủ. Lãm chỉ theo vợ phụ lo chuyện bếp núc. Anh ta có căn nhà riêng ở bên ngoài phủ, anh chị em ranh rác đều có gia đình và ở xa. Bản thân Lãm là con trai lớn, vợ chồng có hai đứa con. Đứa lớn hơn 15 tuổi, đứa nhỏ mới lên 10. Nhà anh ta còn có cha mẹ già không lao động nổi. Vợ chồng Lãm mới gửi hai đứa con cho bà nội và chu cấp tiền bạc cho ông bà nuôi cháu. Mấy lúc sau này, vợ Lãm hay lấy cơm dư, thức ăn thừa đem về cho cha má chồng và con. Nói là đồ dư thừa, nhưng chị ta đã chọn lọc kỹ. Cái nào nguyên vẹn thì cho người ăn, cái nào vụn vặt thì nuôi heo. Ngày hai lần Lãm về nhà để tắm rửa heo và cho chúng ăn. Tối vợ chồng ngủ lại dãy nhà dành cho gia nhân trong phủ. Nhờ vậy mà Lãm không phải tốn tiền nuôi cha mẹ với con, thỉnh thoảng lại bán heo có thêm tiền cho má hắn bỏ túi. Trong phủ ai cũng biết chuyện, nhưng bà ba làm ngơ. Bà thấy quan phí đồ ăn cũng tội, ai sử dụng được thì cứ sử dụng thôi. Chờ cho Lãm định thần, Quyện Phan mới đập cái miếng giáng bào nhẵn làm cái cục vàng giấy xuống bàn, đánh trầm một cái, rồi nghiêm khắc nhìn Lãm. Khai mau, mày đã làm gì bà mụ Hạt trong ngày bà Quyện sinh con và mất đi? Lãm run cầm cập, trả lời không tròn câu. Dạ, con có làm gì đâu. Vợ kêu con đi mời bà mụ về sanh cho bà Quyện. Con tới nơi thì thấy gia đình báo phát tang, người ta nói bà bị chết chìm dưới mương rồi. Vậy sao? Vậy mà có người nhìn thấy mày bỏ chạy ngay cho người ta tìm được xác bà Hạt. Vậy mà khi mày tới nhà thì người nhà bà Hạt vẫn chưa biết bà ấy đã bị bỏ mạng. Giải thích tao nghe, vì sao về tới nhà thì mày lại nói là nhà bà đang phát tang? Lãm ấp úng chưa kịp trả lời
thì Quyền Phan đã bồi thêm. Chưa hết, sau đó gia nhân ở đây thấy mày dắt về một phụ nữ. Bà ta mang cái túi lớn ló thục ở ngoài cổng. Nhân lúc gia đình đang bối rối tìm người đỡ đẻ thì mày kéo bà ta vô, nói là có ai đó đã giới thiệu. Bà ta săn sái giúp bà Quyện sanh con, sanh xong thì lập tức biến mất. Mày trả lời cho tao nghe, bà ta biến mất bằng cách nào? Ai đã giải cứu bà ta chứ? Mày không cần trả lời ngay bây giờ, tao sẽ nhốt mày trong kho chứa gạo mắm. Tự mình suy nghĩ đi, nghĩ thông rồi thì cho tao hay. Quan Quyện nói xong, bà ba kêu gia nhân gô lãm lại, cùng bà xuống dưới kho gạo, quăng anh ta vào, rồi nói một câu cuối. Nhịn đói buổi chiều nay, nước có sẵn đó. Ngày mai tao sẽ cho người đưa mày lên gặp quan Quyện. Bây giờ tao tìm thêm chứng cứ để coi mày chạy chối ra sao. Tự thú thì sẽ được khoan hồng, bằng không chớ trách tao vô tình. Gia đình, cha mẹ, vợ con của mày tùy thuộc vào mày đó. Không cho hắn ta giải thích, bà ba khóa cửa kho lại rồi bỏ lên nhà trên để chuẩn bị bữa cơm thiết đãi ông bà địa chủ. Lần đầu tiên đến phủ Tri Huyện, có bộ ông bà Mộc e dè khiếp sợ lắm. Tuy họ là những người ăn trên ngồi trước, giàu có thế lực một vùng, nhưng vẫn sợ oai danh của quan chức, nhất là người đứng đầu một huyện như Phan. Hơn nữa ông bà đang ấp ủ mong muốn là được gả con cho anh, dù đã bị từ chối một lần. Nhưng bây giờ chánh thê đã không còn, đâu có trở ngại nào nữa. Chắc là Quyện Phan muốn kết nối với con gái của họ đây. Vậy thì việc gì mà phải sợ chứ. Bà ba và Quyện Phan tiếp đón ba người ân cần trọng vọng. Hải Lý chăm chú quan sát Phan. Còn anh, dù tỏ ra lịch sự nhã nhặn, nhưng rõ ràng anh không hề quan tâm đến cô, chưa từng đưa mắt nhìn riêng cô một lần. Hải Lý tự tin mình xinh đẹp, sang trọng hơn Hoa. Thứ con gái tá điện sao sánh được với con địa chủ chứ. Nhưng mà tên quan Quyện này có mắt cũng như không trọng, chẳng biết thưởng thức cái đẹp gì cả. Mà hắn ta cũng không đa tình như cha của hắn, nên coi kìa, hắn có quan tâm hôm nay cô mặc đồ chi, trang điểm lộng lẫy ra sao đâu chứ. Bà ba cứ luôn miệng hỏi chuyện nhà ông bà Mộc, năm nay lúa tóc ra sao, thu về nhiều không, các tá điện còn lúa đủ ăn cả năm không, rồi mỗi khi họ thiếu ăn thì nhà địa chủ có giúp cái gì hay không. Tối mắt với những lời như tra hỏi của mẫu thân quan Quyện, vợ chồng dè dặt trả lời từng câu. Bữa cơm đã xong mà chưa nghe ai nói gì về việc cho mời ba người họ tới. Coi bộ bà Mộc nóng lòng dữ lắm rồi. Bà suy nghĩ một hồi, họ không nói thì mình nói thôi. Trời đã tối hẳn rồi, các phủ Quyện đèn đuốc được thắp lên sáng choang, chẳng lẽ cứ như vậy mà tự giả ra về hay sao? Coi bản mặt cái thằng quan Quyện kìa, nó tỉnh rồi, hình như không có ý định chi hết. Chẳng lẽ cứ vậy mà về, mắc mớ gì lại kêu họ tới nhà ăn cơm khơi khơi vậy chứ. Rồi sau bữa cơm này, người ta đàm tiếu sao chịu đời cho thấu. Càng nghĩ bà càng tức, buộc phải nói ra trước thôi, tới đâu thì tới. Nhưng bà chưa kịp mở miệng thì ôi trời ơi, tiếng của ai đọc vang vang mấy câu thơ, giọng đọc sao mà xa lơ xa lắc, vẫn dội vào tai bà được như vậy chứ. À, hổm trại bà nghe đồn bà Quyện năm xưa hiện hồn về hát đội con. Lẽ nào Quyện Phan nghi ngờ bà có dính líu tới cái vụ đổi con gì đó của họ mà cố tình cho bà nghe hay sao? Tiếng nói vẫn cứ vang dội vào tai bà, thanh âm nghe thật thê lương rùng rợn, khiến cho mọi người đều sởn gai ốc lên. Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Bà Mộc nhìn chồng rồi lại nhìn con gái,
Cả hai đều ngơ ngác giống như bà. Biểu cảm của ba người họ khiến cho bà Ba và Phan có chút thất vọng. Chẳng lẽ họ đều không liên quan gì đến chuyện này hay sao? Bà Ba quyết định đánh cú chót. Thực hư sẽ được phân rõ trong trận đánh này. Bà nhìn Phan, gật đầu ý như muốn nói: má lật ngửa con bài nha con. Hiểu ý, Phan gật đầu. Bà Ba kêu gia nhân giải lãm lên. Vừa thấy lãm, mặt ông Mộc chợt tái nhợt đi. Ông ta trân trân ngó lãm và nhận lại ánh mắt trách móc của hắn. Lãm hết ngó ông Mộc rồi lại ngó Huyền Phan. Lúc bấy giờ linh cảm có chuyện sắp xảy ra. Phan rắn giọng ra hỏi lãm: bây giờ mày khai ra tất cả được chưa? Lãm cúi mặt xuống mà im lặng. Thái độ bất hợp tác của hắn khiến cho Phan nổi giận thật sự. Anh vỗ bàn lớn tiếng: được rồi, tao cho mày cơ hội tự thú mà mày không chịu, lại muốn bị khảo tra. Mày biết hậu quả của việc này cuối cùng là cái gì hay không? Là vợ chồng mày phải bị lưu đày, nhà tan cửa nát, con cái mất cha mẹ. Cha má mày nuôi nổi chúng thành người hay không? Hay là đến lúc vợ chồng mày bị giải đi, ngày đó sẽ là ngày tận thế của gia đình mày. Còn bây giờ, trước mặt tao, mày có thể khai ra mọi chuyện. Một mình mày không thể bài trí ra nguyên câu chuyện như vậy được. Ai đã đứng sau lưng mày để dàn xếp? Cho dù kẻ đó là ai, thế lực ra sao, mày cũng không cần lo họ trả thù. Còn có tao ở đây. Lãm liếc nhìn lên ông một cái nữa, đắn đo không biết mình nên nói cái gì và giấu cái gì. Chuyện này liên quan đến quá nhiều người, nói hay không nói thì quan huyện cũng sẽ điều tra ra. Hơn ai hết, anh ta nghe rõ mồn một những tiếng ca ai oán căm hờn của bà huyện. Bà chắc đã quá bức bách và đã rõ nguồn cơn, cho nên cứ hàng đêm thúc bách quan huyện điều tra nguyên nhân. Bà đã chỉ rõ ra con mình sinh là bé trai. Vậy là bản thân hồn ma đã biết thủ phạm là ai. Có thể bà đang cho kẻ thủ ác cơ hội để tự thú mà nhận khoan hồng hay không? Đang lưỡng lự thì bỗng đâu giữa gian nhà sáng trưng ánh đèn mang sông, trội sáng từng ngõ ngách, lại lọt vào một cơn gió lạnh buốt khiến cho ai nấy đều rùng mình. Ngọn gió mang đầy âm khí chưa kịp đi qua thì giọng ca lanh lảnh của bà huyện lại vang lên, xoáy vào tai, vào tim của những người trong cuộc. Tiếng hát vừa dứt, những người có mặt vẫn còn đang lạnh mình thì quan quyện đã hét lên áp chế lãm: chỉ có mình mày biết bà Lan Băm đó là ai, hãy tự thú ra mau. Chị Lãm từ bên ngoài xộc vào, kéo áo lãm mà khóc lớn: ông đã làm gì bà Quyện? Tại sao lại vô ơn vô nghĩa như vậy chứ? Bà Quyện đối đãi với gia đình mình ra sao? Ông không ghi ơn mà lại còn làm hại người ta. Một mình ông không thể dàn dựng nên cảnh này được. Khai mau lên, có cái gì ông phải tự chịu. Tôi sẽ nuôi cha má ông và các con, đừng để liên lụy tới cha mẹ già con thơ. Ông quá hèn kém rồi. Thấy cảnh đó, ông Mộc vội đứng dậy mà từ giã: Thôi, đây là chuyện của nhà quan huyện, chúng tôi có mặt cũng dư thừa. Hôm nay tưởng rằng quan huyện mời gia đình tôi tới là để bàn về chuyện nghiêm túc, ngờ đâu lại xảy ra chuyện như vậy.
là người ngoài cuộc, chúng tôi xin được cáo lui. Mời bà bá hộ và quan quyện hôm nào rảnh rỗi tới tệ xá để vợ chồng tôi được chiêu đãi tạ lễ. Ngay lúc đó, Lụa cũng từ phía dưới xông lên, nhào tới ông Mộc, kéo vai áo ông ta xuống, rồi trợn mắt gầm lên. Đây nè bà ba, chính thằng khốn nạn này đã hãm hiếp con. Con nhận ra giọng nói và vết cạo trên vai của hắn. Và hắn cũng là thằng hãm hiếp má con, tôi vùi xác xuống địa đó. Tất cả những người có mặt đều kinh hoàng. Ông Mộc hất tay Lụa ra, kéo áo phủ lên đôi vai, rồi gầm gừ. Cái con khốn kìa, mày nói năng bậy bạ gì ở đây vậy? Cái hạng như mày mà cũng cho là tao thèm muốn hay sao? Lụa cũng không vừa, chỉ nắm tay áo ông Mộc không buông, lớn tiếng đáp trả. Tôi không nhịn ông nữa, tôi mơ hồ cho nên không dám khai ra. Nhưng ngay khi tôi hôn mê, tôi còn nghe thấy ông biểu ai đó kêu bà mụ dượng tên thể nào đó tới nhà ai đó đỡ đẻ, rồi bắt con của người đó đem về giao cho ông. Còn đứa nhỏ này thì cho họ nuôi. Ông còn nói cái thứ như tôi mất con còn mừng nữa, vì tôi đâu có nuôi nổi nó. Với lại nó bị cục tai như vậy thì chỉ báo đời mà thôi. Tỉnh lại tôi cứ tưởng là mình nằm mơ. Rồi thì trong lúc tôi đi lang thang, tôi mới được bà hai kêu vô đây để cho con bé bú thép. Không ngờ đó lại là con tôi. Ông là thằng khốn nạn, ông muốn con ông vô nhà quan để sau này làm khó quan quyện chứ gì. Ông Mộc sấn tới vỗ cho Lụa một bạt tay. Mày nói điên nói khùng cái gì vậy? Bỗng nhiên Lãm đứng dậy, dũng cảm bước tới chỉ mặt ông Mộc. Tới nước này rồi thì ông cũng không nên chối chạy chối bướng làm gì nữa. Tôi ân hận vì đã tiếp tay với ông. Tôi xấu hổ không dám nói ra biết bao đầu này, để cho lương tâm cắn rứt. Tôi thật tình không ngờ chuyện lại xảy ra tới mức như vậy. Hôm nay tôi khai hết ra rồi, quan quyện muốn xử trí tôi ra sao tôi cũng cam tâm. Ông Mộc vội vã đứng dậy, sấn tới chỗ Lãm, chỉ tay vào mặt hắn ta mà thị uy. Mày định à vua theo con này để hãm hại tao sao? Mày không coi lại thân phận địa vị của mình. Mày cho rằng quan quyện sẽ tin vô lời của đám tụi mày mà nghi ngờ tao hay sao? Tưởng bở hả mày? Tao dù sao cũng đường đường là một địa chủ, mà lại dây dưa với cái hạng tôm tép của mày sao? Bản mặt tao mà lại gian dâm với một con đê tiện, là con của con mụ căm khùng hay sao? Phan dùng miếng dán gõ bầm bợp xuống bàn. Để yên cho nó nói. Có cần tôi lập ngay cái công đường xét xử vụ án này hay không? Trước mặt pháp luật thì ai cũng như ai, không phân biệt địa vị thân phận sang hèn. Lập tức gọi các gia nhân vào đây, chứng kiến sự thật sẽ được phơi bày ngay trước mắt mọi người. Ông Mộc ngạc nhiên quay qua nhìn quan quyện. Thì ra hôm nay ngài cho gọi chúng tôi đến với mục đích này, chứ không phải bàn về hôn ước năm xưa sao? Đúng vậy, hôn ước năm xưa gì nữa. Tôi đã có vợ con rồi, và tôi đã hứa với vợ tôi, đời kiếp này tôi chỉ có một mình cô ấy. Dù cho cô ấy đã không còn, nhưng quân tử nhất ngôn. Bà Mộc và Hải Lý tím tái mặt mày. Khi mọi người đã tề tụ đông đủ trước sân, quan quyện ra lệnh cho gia nhân mở toàn cửa cái ra, thắp đèn mang sông khắp nơi để ánh sáng chan hòa từ trong ra ngoài. Xong rồi Phan mới cho phép Lãm trình bày sự việc. Lãm bây giờ không còn khiếp sợ nữa. Đối với anh ta, gia đình mình là trên hết. Sở dĩ Lãm nhận lời ém nhẹm cái chuyện này cũng là vì sự an nguy của gia đình anh. Nay chuyện đã đến nước này, oan hồn của bà quyện đã kêu lên, thì anh không thể nào bưng bít sự thật được nữa. Lãm bình tĩnh ngó ngay mặt của ông Mộc, chỉ tay vào ông ta, rồi bắt đầu kể. Hôm nọ anh vô tình đi ngang qua bờ ruộng của ông ta, thấy cô Lụa nằm bất tỉnh, còn ông ta đang châm lửa đốt cái chòi rách của cổ. Khi ông Mộc bưng cổ lên, anh nhận ra ông định thải cổ vô lửa đang cháy để ngụy tạo ra vụ cháy nhà chết người. Vậy là anh ra mặt ngăn cản. Biết anh làm việc ở phủ quan quyện, cho nên ông ta không dám làm gì anh. Và nếu hành hung
thì sức ông ta cũng đánh không lại. Cho nên ông ta năn nỉ, mua chuộc anh đủ thứ. Nói anh cứ nhắm mắt làm ngơ thì sẽ để yên cho cha má và vợ con anh sống trong an bình. Còn bằng không, ông ta sẽ dùng mọi cách để làm cho gia đình anh nhà tan cửa nát. Cô Lụa chỉ là con của một mụ điên, nói ra thì bất quá ông ta buộc phải chu cấp cho cổ, chứ ổng không bị tù tội chi. Cùng lắm là nạp cổ về làm thiếp, như vậy sẽ bị bà địa chủ đại ải còn khổ hơn nữa. Nếu như anh làm thinh thì chỉ có lợi cho cổ chứ không có hại. Anh nghe ông ta nói cũng xuôi tai. Với lại anh nghĩ, nếu như làm lên thì thế lực của ông ta sẽ đè bẹp gia đình mình. Quan huyện tuy binh giật anh, nhưng quan ở ngoài sáng, ông ta ở trong tối. Ai biết ông ta sẽ giở trò gì với người lớn trẻ nhỏ của nhà anh, cho nên anh chọn làm thinh. Nhưng chẳng bao lâu thì anh biết cô Lụa có bầu. Cái bầu này của ông ta chứ ai. Rồi thì anh thấy hình như cổ cũng chọn yên phận với đứa con tương lai của mình, cố lao động cực nhọc để kiếm tiền sau này nuôi con. Cho tới cái bữa bà Quyện sinh con, anh chạy đi kiếm bà mụ Hạt. Thì từ đằng xa anh thấy bà đang đi về hướng nhà của bà. Anh ba chân bốn cẳng chạy tới, vì bà Quyện đang đau riết sắp sanh. Rồi bỗng nhiên anh thấy bà bị một cái cây rất dài quất bà một cái té nhào xuống mương. Cái mương cạn nhách, nhưng ai đó núp phía sau gốc cây bự cứ dùng cái cây đó quất túi bụi trên mình bà mụ Hạt. Anh hoảng quá tính chạy lại cứu, thì từ xa thấy ông Mộc bưng đứa nhỏ chạy tới, kéo anh ra tuốt đằng xa, hỏi anh đi đâu. Anh nói anh đi rước mụ Hạt. Ông Mộc nói cô Lụa sanh con nhưng tính mạng nguy hiểm, mà nếu để đứa nhỏ lại thì nó chết chắc, vì ông Mộc không thể đem nó về nhà. Rồi ông năn nỉ anh lén đưa nó về cho bà Quyện, để ông giới thiệu cho một bà mụ đỡ sẽ nói dối là bà Quyện sinh đôi. Lúc đó anh nghe có tiếng người kêu là bà Hạt chết chìm ở dưới mương. Anh mới hoảng quá, bà Hạt chết thì ai đỡ đẻ cho bà Quyện đây. Mà lúc ông Mộc đề nghị như vậy, anh cũng đâu có biết con bé không có bàn tay. Phần tội nghiệp cho cô Lụa, phần vì gấp đi tìm người cho bà Quyện, anh cũng ừ đại. Vậy là ổng mắc một bà núp sẵn ở đó lại. Bà đặt con nhỏ trong cái giỏ sách rồi đi theo anh. Cái mặt bà lúc nào cũng cúi xuống thật thấp, cho nên anh không nhìn được rõ. Trong bụng anh cũng lo lắm, nhưng anh nghĩ đây là con gái, ông Quyện nuôi thêm cũng không sao. Chứ nếu là con trai thì anh nói thật tình anh không dám, sẽ lẫn lộn huyết mạch nhà họ Phan. Về đâu khi bà Quyện sanh xong, vợ anh thấy rõ ràng có hai đứa nhỏ trong lúc đó, mà chẳng hiểu sao bà Quyện lại học máu chết nghẹn, còn bà mụ thì đi đâu mất tiêu. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại đứa bé gái này. Thiệt tình anh cũng có nghĩ là bà kia đánh tráo, nhưng nếu như cô Hai Thu là do chính bà Quyện sinh ra, và bà nọ thấy cô tật nguyền mà không tráo thì sao? Lúc đó sợ quá, anh cũng không biết bà mụ đó ở đâu mà tìm ra đối chứng với bà ba, nên đi tìm ông Mộc. Ông Mộc nói ổng cũng không biết, chỉ biết là bà ta nói bà ta là bà mụ mới đỡ đẻ cho cô Lụa mà thôi. Bây giờ thì tôi biết ông nói xạo rồi. Cho nên trước mặt quan quyền và bà ba, ông phải khai ra con mụ đỡ đó là ai, và bà ta đã bắt đứa bé Lưu đi đâu rồi. Quyện Phan giận trung người, tay trái anh nắm chặt lại, tay phải cầm cục cây đập ầm ầm xuống bàn. Ông còn điều gì cãi chối nữa hay không? Mau mau chỉ ra bà mụ đó là ai. Ông Mộc trung sợ tận trong xương tủy, chưa biết phản ứng ra sao thì bà Mộc đã nhào tới đánh bơm bớp vào người ông ta. Khốn nạn, dơ bẩn, ông phải tự chịu trách nhiệm về chuyện ông làm. Ông có bao nhiêu bà bên ngoài, bộ tưởng tôi không biết hay là sao? Tôi mắc lắp tài ngơ cho ông toại nguyện, như vậy cũng chưa thỏa mãn thì ông có thể đi tìm đứa khác, có đâu lại hãm hiếp một đứa con gái tội nghiệp như con Lụa. Đã vậy còn cố tình phóng hỏa đốt nhà người ta, lén bắt đứa con của nó mang nặng đẻ đau với mục đích gì? Ông A Tộc chỉ con mụ kia bắt cóc con Tri Quyện để làm gì vậy chứ? Ai cũng nói tôi ăn ở ác, nhưng tôi có ác bằng ông chưa? Ông Mộc ơi, ông có con gái đó,
Ông không sợ trời trả báo con gái của ông hay sao? Đang lúc bối rối thì từ ngoài sân một giọng nói đầy ma lực sang sảng vang lên. Mọi người hiếu kỳ quay sang. Bà Ba vui mừng khi nhận ra đó là bà A Quế. A Quế bước vào như một cơn lốc, sỉ trán ông Mộc mà nói: "Hôm nay tao cho mày chạy đằng trời. Quan huyện à, tên này không thể tha thứ được đâu. Quan huyện cho người lại đòi con đàn bà mà cha của ngài mới đưa về chiều hôm nay đó. Ả ta có dắt theo đứa con trai 3 tuổi nhận cha của ngài làm cha. Đứa bé đó là con trai của vợ chồng ngài đó." Phan nhổm người lên ngó sang bà Ba. Bà Ba lật đật đứng dậy, tiến lại gần A Quế, giọng run run vui mừng: "Bà xuống tới hồi nào? Vì sao mà hôm nay có mặt ở đây đúng lúc này vậy Quế?" Bà Quế cười bí ẩn: "Là do quan hồn của bà quyện không siêu thoát được đánh động tới tôi. Tôi không thể làm ngơ, cuối cùng đành vào cuộc thôi. Cái bà Tư mà ông bá hộ mới đem về chính là bà mụ đỡ đẻ cho bà lớn của bá hộ lúc sinh con bé Quyên đó. Năm đó bà ta đã xong cho bà lớn một loại hương kỵ người sinh đẻ, nên bà lớn mới khó thở. Nhắm mình không qua khỏi mới kêu bà vô trăn trối. Bà này là tình nhân của địa chủ Mộc. Tai Mộc sợ vợ biết và hắn cũng đã chán chê thệ rồi, cho nên mới xúi bà ta chiêm chuộc với bá hộ. Mà bá hộ là kẻ mê gái mà, hễ ai coi được là ông ta nhào vô. Vì muốn làm bà bá hộ sau này không lo nghèo đói nữa, cho nên bà thệ này lập mưu với tên Mộc, bắt cóc con của Phan, tráo đổi con của hắn vô để làm tiểu thư. Hắn cũng không ngờ sau này lụa lại về đây làm nhũ mẫu, nên 3 năm qua vẫn chưa dám tỏ thái độ gì. Còn con mụ thể này nuôi đứa nhỏ 3 năm, nhiều lần đi kiếm ông Thức nhưng vì lý do này lý do kia nên không gặp được. Đến cuối cùng bà ta cũng gặp được ông Thức, rồi thì nói mình đã sinh con trai cho ông, rồi trích máu nghiệm thân. Không có quan hệ huyết thống sao được, vì thằng bé là cháu nội của ổng mà. Vậy là bà ta đường đường chính chính bước vô nhà làm bà Tư. Nhưng có điều bà ta không ngờ được, chính tôi nè Hàng, tôi đã khiến cho ông bá hộ gặp bà ta để đưa con của Phan về. Vốn từ lâu cô qua đã biết thằng bé ở đâu, cho nên mới ngầm thông báo cho quan huyện biết là hãy tìm bà Lan Băm, phải không? Bà Ba vô cùng vui mừng, còn Phan thì run rẩy trong lòng. Anh đã không tin bà A Quế cho nên mới xảy ra cớ sự. Bây giờ nguồn cơn đã rõ, A Quế đã nói sau biến cố này mọi việc sẽ an yên là sao? Hoa có thể sống lại để về bên anh hay sao? Ôi, ước chi kỳ tích đó có thể xảy ra, thì nếu phải giảm tuổi thọ đi 10 năm, 20 năm anh cũng cam lòng. Phan lập tức cho người giải ông Mộc về quyền đường, giết trác đội ông bà bá hộ và bà Tư tới nha môn, dắt theo Lãm, Lụa và bà Mộc. Những người không liên quan thì giải tán. Tất nhiên phía quan huyện có bà Ba và A Quế đi cùng. Nửa đêm nửa hôm mà cả nhà bá hộ bị đánh thức vì trác quan huyện đòi. Ông Thức đang ôm bà Tư thệ ngủ ngon lành, tức giận thằng con trai của mình quá đỗi. Sao mà khi làm quan huyện nó lại coi thường cha nó đến vậy chứ? Bà Hai linh cảm chuyện này chắc chắn có liên quan đến bà Tư, nên khi thay đồ chuẩn bị lên công đường, bà cố ý quan sát và canh chừng không cho bà ta bỏ trốn. Bà Tư ổng ẹo nói với ông Thức là không muốn đi. Ông Thức cưng vì bà có con nhỏ, nhưng quân lính nha môn nói là buộc bà Tư phải đi và dắt theo đứa bé, khiến cho bà Hai nghi ngờ. Bà cũng ra lệnh buộc bà Tư phải làm theo lệnh của quan trên. Bây giờ nhìn sắc mặt bà Tư, bà Hai biết mình nghĩ đúng rồi. Ôi trời ơi, sự thật khiếp đảm gì phía sau đây. Vừa bước vào công đường, nhìn thấy huyện Phan ngồi chiếm dậy, bên cạnh là bà Ba, phía dưới là ông Mộc và vài người đang quỳ rạp. Ông Thức có chút thốn trong bụng, nhưng ý mình là cha cho nên quát lớn: "Sao? Hôm nay ông huyện lại sai trác đội cha mình tới hầu nữa hả? Làm quan rồi
không còn cái tôn ti trật tự gì nữa phải không? Phan nghiêm sắc mặt, chỉ vào hàng ghế bên cạnh, giọng lạnh băng trả lời: mời ông Bá Hộ và bà Hai ngồi lại nơi đó để nghe bổn quan xử vụ án cháu con ngày hôm nay. Bà Hai hào hứng kéo tay ông lại ghế ngồi. Quan huyện kêu người tách thằng bé đang níu lấy tay bà Tư giao lại cho bà Ba, rồi đập bàn quát lên: Lý thị thệ, quỳ xuống. Bà Tư kinh hồn. Ông Thức nhổm người dậy nhưng bị bà Hai kéo lại. Bà Tư còn lây quay bối rối, nhìn thằng bé được bà Ba ôm vào lòng. Bà trấn tĩnh lại, nhào tới nói: mấy người bắt con tôi làm cái gì? Quyền Phan lại quát: con của bà là ai? Thằng bé do bà sinh ra từ trong bụng sao? Hãy quay xuống nhìn những người đang quỳ dưới công đường kia. Bà đã nhận ra mình phạm tội gì chưa? Khôn hồn lập tức khai báo, bằng không ta dùng hình tra khảo đó. Quá đáng lắm mà. Bà Tư biến sắc, hết nhìn ông Mộc lại nhìn sang ông Thức. Ông Mộc thì cúi gằm mặt. Ông Thức giảo cặp mắt lên trừng trừng nhìn bà. Không còn cách nào khác, bà thệ khóc trống lên: cái vụ gì vậy? Tại sao lại vu oan cho tôi? Con tôi mang nặng đẻ đau, tự nhiên mấy người nói cái gì mà tôi không hiểu gì hết. Tôi phạm tội gì chứ? Ngài là quan phụ mẫu, cho muốn vu cho ai tội gì thì vu hay sao? Không đợi quan huyện hỏi tiếp, bà A Quế từ từ bước xuống đối diện với bà thầy. Bà ngoắt bà Hai dịu lại gần cho hỏi: bà Hai Bá Hộ à, bà có nhận ra đây là mụ đỡ đẻ cho bà lớn Trinh hay không? Bà Hai lúc đó mới giật mình, xoay người lại chăm chú ngó bà thệ hồi lâu, rồi mới kêu lên: ha, đúng rồi. Hèn chi khi mà ổng đưa bà về đó, tôi cứ thấy ngờ ngỡ. Cũng vì quá lâu rồi cho nên tôi quên luôn mặt bà. Mà nay bà nói tôi mới nhận ra, khi chị lớn mất, bà ta nói chị lớn lên máu sản hậu cho nên chết. Lúc đó tôi cũng cho là như vậy, không có nghi ngờ gì. Bà A Quế lệch môi sang một bên, cười khì: làm sao mà bà ngờ được. Bà ta sau khi lấy đứa bé ra đã xong cho bà lớn một lọ xạ hương. Xạ hương chỉ làm cho gian phòng thơm lên, bán mùi máu tanh sao xanh thôi. Nhưng trong lọ xạ hương bà ta đã bỏ thêm một chút bột ngũ thập tán. Loại bột này gây chết người khi nếm vào miệng đó. Sợ bị điều tra cho nên bà ta đâu có ngu như vậy. Ngũ thập tán kết hợp với xạ hương sẽ gây tắc nghẽn máu. Bà lớn chết là vì vậy. Tại sao bà ta cố ý giết bà lớn hả? Vì bà ta muốn ông Thức, muốn vào nhà làm bà Tư, nhưng sợ bà lớn. Bà ta đâu có biết bà lớn đã chán chê ông Thức rồi. Dù ông ta có nạp thêm bao nhiêu bà nữa thì đối với bà lớn Trinh cũng không có việc gì đáng quan tâm. Vậy là sau đó bà ta bắt đầu chiêm chuộc với ông Thức, nhưng vẫn mãi không có con được. Bà ta lại quay sang ông Mộc, hy vọng mình mang thai đẻ con rồi đổ cho ông Thức. Sở dĩ bà ta không tơ hào ông Mộc vì thừa biết khó làm bà Hai địa chủ, bởi ông Mộc có tiếng sợ vợ ở đây. Sau đó bà ta khiến cho ông Mộc bắt con của Lụa để đổi lấy con của bà Tri huyện Hoa, cũng là do bà ta đỡ đẻ, cũng dùng chiêu cũ để hại chết Hoa, rồi ung dung bưng thằng nhỏ về làm con của mình, cố gắng nuôi lớn nó bao nhiêu năm, chờ cho sự việc nguội lạnh đi mới cố tình đến tìm ông Thức. Bà đâu biết, chính là tôi xui khiến cho ông Thức trước bà về để vạch mặt bà đó. Xét máu nghiệm thân sao? Bà vui mừng lắm, vì thằng nhỏ là huyết mạch của họ Phan mà. Còn nữa, kế hoạch của hai người rất hoàn hảo. Ông Mộc đã cho bà Mai tới để làm mối gả cô Tư Khánh Quyên. Tôi biết chắc chắn không thành công, nhưng đó chỉ là cái kế điệu hổ ly sơn. Vì hai người biết chắc khi bà Quyện lâm bồn
sẽ luôn có bà ba ở bên cạnh. Mà bà ba ở bên cạnh thì làm sao bà giở trò và trốn đi được chứ? Ghê gớm chưa? Tính toán cặn kẽ quá có phải không? Ngừng lại một chút, A Quế lại nói tiếp. Lúc bà Tri Nguyện sinh con, tôi không có ở nhà. Nếu có thì tôi đã nhận ra rồi. Tôi lên bản mượn để cứu bao nhiêu người trên đó. Khi về thì quan hồn của Hoa đã tìm gặp tôi, kể hết cho tôi nghe. Tôi mới khiến cho bà Quyện cất tiếng hát đánh động tới quan Quyện. Chứ trước nay quan Quyện luôn cho rằng bà Quyện chết là vì vắng số và hết lòng hết dạ thương đứa bé con của Lụa. Tôi có thể nói cho quan Quyện biết rằng thằng nhỏ này là con của ổng chứ. Nhưng tôi muốn tất cả những ai có liên quan đến vụ án này đều phải chịu hình phạt. Sao? Bây giờ ai có ý kiến hay là muốn kêu quan với Tri Huyện thì nhân cơ hội này mà nói đi. Chứ không thôi thì coi chừng cái mạng đó. A Quế đã nói rõ ràng như vậy rồi. Khuôn mặt nhỏ thó của bà Thệ chỉ biết cúi xuống câm lặng. Ông Thích ngồi sững như bị đóng đinh xuống ghế, tai ù ù đi, cứ tưởng là mình nghe nhầm. Trời đất ơi, chuyện chi mà hy hữu như vậy chứ? Tự nhiên ăn cắp con ai không ăn cắp, lại đi ăn cắp cháu nội của mình để đem về làm con của mình. Động trời động đất cái con Thệ này mà. Nó lại dám cả gan phối hợp với thằng địa chủ Mộc để lừa gạt mình. Mà cái thằng Mộc này cũng ghê gớm thật. Nào giờ cứ tưởng sợ vợ, không dám ọ ẹ bên ngoài. Ngờ đâu cặp với con Thệ khi nó đang ăn ở với mình mà còn hãm hiếp bà căm khùng, xong rồi giết đi. Lại tiếp tục hãm hiếp con của bà. Đã vậy còn đốt nhà người ta, bắt con người ta lưu đi. Trời đất cũng công bằng, cho con Lụa được sống cạnh con của nó. Ừ, con nhỏ Thệ này là thủ phạm giết vợ, giết dâu của mình nè. Quá trời quá đất rồi. Mình tuy được cái tùm lum, nhưng đời nào mà có dám cái gan hại người tàn độc như bọn nó. Mai hồn mai vía, sống cạnh con đàn bà này thì có ngày cũng chuốc họa vào thân chứ chẳng chơi. Để coi thằng quan Quyện con trai mình xử lý đám này ra sao đây. Quyền Phan nghiến răng trèo trèo, căm hận quá đỗi, cho nên anh chưa biết phải phán ra làm sao. Trong bụng chỉ muốn giết chết hai đứa này. Phan mím môi lại, cầm bạnh ra, hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra một cái. Sau đó cố gắng lắm mới có thể tự tốn mà nói. Cho Lụa một số tiền để nó dắt con đi huyện khác mà làm ăn. Ta sẽ giới thiệu mẹ con nó cho người quen để sắp xếp chỗ ăn chỗ ở. Đuổi thằng Lãm và vợ nó ra khỏi phủ huyện, phạt đánh 30 gậy vì tội bao che. Đánh tên Mộc 300 gậy đến chết mới dừng lại. Đánh mụ Thệ 300 gậy y như vậy. Xong rồi không cho mang xác về nhà an táng, cột đá vào người thả ra ngoài biển cho cá ăn. Dạng kiếp không thể đầu thai được. Thi hành ngày sáng 10 ngày trước công đường, cho dân chúng nhìn vào mà làm gương. Bây giờ nhốt đầu hai kẻ khốn kiếp kia vào nhà lao. Đúng 9 giờ sáng 10 sẽ mở cửa nhà môn tuyên án trước mặt dân thiên hạ. Còn lại tất cả có thể giải tán. Lính lệ của nhà môn trói gô cặp tội lỗi kia lại. Thì từ bên ngoài, gia nhân của địa chủ Mộc ào vô kinh hoàng báo tin rằng cô hai về tới nhà, nhào đầu khóc lóc một hồi rồi uống thuốc tự tử. Không cứu được, cô đã chết rồi. Ông Mộc đứng trong mắt, còn bà Mộc kêu trời một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất. Gia nhân cấp tốc chạy lại đỡ bà. Bà Quế quẹo tay bà ba một cái cho cười khì, lớn tiếng nói với đám gia nhân của bà Mộc: khoan kinh động đã, hãy chờ một chút nữa thôi. Rồi bà quay sang Phan, ánh mắt âu yếm nói với anh: ta đã nói với con từ trước, thằng bé này là hồng phúc trời ban cho vợ chồng con. Cố gắng giữ nó, không thôi sẽ mang quả sát thân. Giờ con thấy đúng chưa? Nếu nó vĩnh viễn không tìm ra được thì vợ chồng con phải chia cắt cả đời, và con sẽ cứ mãi làm quả nuôi tu hú.
nhưng trời đất sẽ không bất công với ai cả. Khiến xui cho má con làm bạn với ta, rồi lại khiến xui cho ta nhìn thấy và nói chuyện được với người chết. Khiến xui cho ta biết được tương lai. Cho nên ta đã đưa con của con về. Bây giờ ta đưa vợ con về với con nữa, nhưng với một hình hài khác. Chẳng hay con có sẵn lòng đón nhận nó hay không. Phan trung rẩy đứng lên. Anh xúc động, môi mấp máy không nói nên lời. Hồi lâu mới e dè mở miệng. Dì ơi, dì nói vậy là sao hả dì? Vợ con sẽ sống lại được, nhưng với một hình hài của người khác. Con nghe rõ chưa? Bà níu lấy tay A Quế, e ngại nói. Lẽ nào bà... Đúng như vậy đó. Tôi mong bà tán thành, không trách tôi chuyện này. Tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Chuyện quan đường gì như thế này chứ? Lúc đó, Hải Lý đụng đỉnh đi vô. Bà Mộc mừng trở xô gia nhân ra, rồi chửi. Con gái của tao kìa, tụi bay nói điên nói khùng cái gì vậy? Không bà ơi, chính tụi con đã xem kỹ rồi. Con hai mất thiệt rồi mà bà, sao lại có chuyện lạ như vậy? Bà Mộc nhào tới ôm Hải Lý, nhưng cô dịch người ra né tránh. Thấy ông Mộc bị trói gô lại, bên kia là bà Thệ. Sắc mặt của Hải Lý thay đổi đến lạ lùng. Cô chỉ vào mặt hai người mà rít lên. Quân khốn kiếp, tao có thù oán gì với chúng bay? Chứ vậy muốn đạt được ý đồ đen tối của mình mà bay không tự thủ đoạn nào hết hay sao? Bay chết ngàn lần cũng chẳng ai thương tiếc. Con này, mày giết má chồng tao, mày giết tao, tước đoạt con tao. Mày tưởng rằng bí mật được giấu mãi mãi hay sao? Còn thằng này, mày dâm dục nhưng không dám thừa nhận, hãm hiếp phi tăng, xin con chối bỏ, dùng người tình để môi ruột kẻ khác. Ai cho mày toại nguyện? Bây giờ mày bị tử hình, con mày tự vẫn, nhà tan cửa nát rồi. Vừa ý mày chưa? Tao đứng đây với dốc dáng của con mày, nhưng nó đã thật sự chết rồi. Nó chết rồi mày biết chưa? Nó là con gái mà. Chứ người cha tội lỗi như mày nó có tương lai được hay sao? Chết là phải. Có như vậy mới trừng phạt được mày trước khi mày chết. Đừng nghĩ tao mang hình hài này thì tao sẽ biết ơn người đã sinh thành dưỡng dục làm mày nghe. Cái xác này nếu không có tao thì chẳng bao lâu sẽ thối rữa, đem quăng chó nó cũng chê. Trước khi chết, tận mắt chứng kiến người bị hai đứa bay hãm hại sống lại trên thân thể chính con của mình. Căm tức lắm phải không? Hả thằng kia? Rồi cô quay sang bà Mộc, giọng nói dịu lại. Cảm ơn con gái của bà đã cho tôi mượn hình hài này để mà tái sinh. Vì vậy tôi sẽ không bạc đãi bà, chỉ mong bà hãy sửa lại chút tính tình, đừng quá hách dịch tàn nhẫn với tá điền. Bây giờ sau chuyện này, địa vị của bà sẽ không còn được như trước. Đất đai có bị xung công hay không là do phán xử của quan huyện. Nhưng cho dù như thế nào, tôi cũng sẽ bảo vệ cho đời sống của bà, gọi là chút báo đáp của con gái bà thôi. Ôi thôi, cả công đường vang lên tiếng xì xào. Không ai có thể tin được chuyện gì đang xảy ra trước mắt họ. Phan ngồi chết sững trên ghế, mắt đăm đăm ngó Hải Lý, tai lắng nghe không sót một chữ nào từ miệng cô. Đúng rồi, phong thái này, giọng nói này là của Hoa, người vợ hiền mà anh thương nhớ bao nhiêu lâu. Chỉ mong rằng có được một phép màu nào đó để kỳ tích xuất hiện trả cô về cho anh. Lẽ nào lời cầu nguyện trong tâm đã lay động được những người có thẩm quyền ở cõi tâm linh hay sao? A Quế nói, đứa con là hồng phúc của anh, mất nó anh mất cả, tìm được nó về thì anh có cả, là đúng hay sao? Phan không vồ vập, mặc dù anh tin A Quế,
anh Tinh Hoa đã tái sinh trong thân thể của Hải Lý. Nhưng anh chưa từng tiếp xúc với cô gái này, chưa hiểu biết chút nào về cô. Chỉ nghe nói lại, Hải Lý y chang má mình, cũng kênh kiệu phách lối, ra vẻ con nhà địa chủ. Anh lo cô ta giở trò để được làm bà quyện hầu bảo vệ cho mẹ mình, vì tội của cha cô là không thể dung thứ được rồi. Thử, phải thử cô gái này xem cô ta đang dùng thủ đoạn hay chính là Hoa thực sự. Nếu chính là Hoa thì tạo hóa đã ưu ái cho cha con anh quá rồi. Phan nghiêm túc nhìn Hải Lý. Nè cô kia, cô nói mình là Hoa có phải không? Có điều gì chứng tỏ để ta tin cô chứ? Hải Lý quay lên nhìn Phan, ánh mắt âu yếm khiến cho anh lạnh mình. Đôi mắt của người xa lạ mà sao lại thân thương quen thuộc như vậy chứ? Hải Lý êm ái cất lời. Là giọng của Hoa đây mà. Mình tin em hay không cũng được. Em chỉ muốn nói với mình rằng khi cưới em, mình đã cho em rất nhiều nữ trang, nhưng không có món nào em quý bằng chiếc vòng cẩm thạch mình cho sau này. Vật đó là vật giai bảo mà má của mình để lại. Trong tất cả những món đồ má để lại cho má ba đưa, mình trân quý nhất chiếc vòng đó, vì khi sinh thời má luôn hay đeo. Mình muốn em đeo như để luôn nhìn thấy má, đúng vậy không mình? Và khi chôn cất em, mình muốn em đem theo nó làm kỷ niệm nữa kìa. Điều này do mình nói riêng với em, có đúng không? Phan không nghi ngờ gì nữa, anh chạy xuống ôm chầm lấy cô. Hai hàng nước mắt lạ chả rơi. Bà ba dắt thằng bé con còn đang ngơ ngác nhìn mọi người tới gần. Bà cúi xuống nói với nó. Nè, đây là cha má của con. Còn người mà trước giờ con kêu bằng má là kẻ đã bắt cóc con, đem về giả làm con của bà để lừa gạt ông nội mà con đang kêu bằng cha đó. Có biết không? Thằng nhỏ miếu máu khó hiểu quá. Nó mới có 3 tuổi mà. Hải Lý ngồi sụp xuống, ôm lấy nó mà khóc mức. Con trai của mẹ, trời không phụ lòng người, con đã về bên cạnh cha con rồi. Mẹ yên tâm lắm. Bao lâu nay làm ma, mà vẫn luôn canh cánh bên lòng, không yên tâm siêu thoát vì con còn lăn lóc ở bên ngoài. A Quế mỉm cười. Sống yên biển lặng rồi, chẳng hay ông Thức có nhận dâu hay không. Bà hai trước giờ vẫn muốn Hải Lý làm dâu, nay còn ý định đó chăng? Bà hai xua tay cười cười. Tôi đang nằm chiêm bao hay gì vậy cả? Chuyện này ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi. Ông Thức lấy tay che mặt lại. Khó khăn lắm tiếng nói mới phát ra, nhưng rất nhỏ. Cha mắc cỡ với vợ chồng vậy. A Quế lại cười vang, quay sang Phan mà ghẹo. Còn Quan Quyện, ông có vui mừng để nhận lại người vợ mà không mang hình dáng ông đã từng ôm ấp hay không? Phan gật đầu rất nhanh. Anh nắm tay Hải Lý, kéo cô quỳ xuống trước mặt A Quế mà nói: Con đội ơn gì Quế đã tái sinh vợ con. Cảm ơn má đã giới thiệu bạn của má vào cuộc. Để nhờ gì mà con tìm lại được vợ con mình? Dì ơi, người con yêu là Qua. Con không những yêu hình hài của cô ấy, mà con yêu thương cái tính tình, cách sống của cô ấy. Bây giờ Hải Lý không phải là chính cô ấy nữa, mà trong Hải Lý là người mà con yêu. Con yêu cô ấy từ hồi còn thơ dại cho đến lúc trưởng thành. Chúng con hiểu nhau từng ly từng tí, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Cho nên nếu là Qua, thì dù cô ấy ở trong hình hài nào, con cũng vẫn yêu. Vì Quế à, bây giờ con thật sự hạnh phúc khi bên cạnh có vợ, có con, có má, có em Quyên. Con cũng hạnh phúc vì má hai không liên quan đến việc nào cả. Và vì cha con đã nghĩ lại,
Tất cả là nhờ luôn có má ba bên cạnh ủng hộ, động viên con. Con gặp lại vợ con là có dì Quế. Ơn của hai người con xin khắc ghi trong tâm khảm của mình. À Quế trở tới đỡ lấy vợ chồng Phan đứng lên. Bà ba gật đầu, đôi mắt đỏ que âu yếm nhìn anh. Má là má của con mà, con có hạnh phúc thì má mới vui lòng được. Thôi, mai sau khi phán quyết tội đồ xong rồi, gọi vợ chồng con Quyên về làm một bữa ăn gia đình, có cả cha và má hai của con. Tội ông Mộc thì ông phải bị trừng phạt, còn bà Mộc xét cho cùng cũng không liên quan gì. Má nghĩ dù sao bà ấy cũng sinh ra người bây giờ là vợ con, không thể để ba cô đơn tuổi già được đâu. Phan trầm ngâm giây lát, anh siết chặt lấy tay Hải Lý, tha thiết nói với cô. Anh thật không thể tưởng tượng nổi mình lại có được phần phước này. Để hợp thức quá đón em về, anh sẽ cho em danh phận trở lại. Đó cũng là đền ơn Hải Lý đã cho em mượn thân xác mà sống tiếp. Anh sẽ đường đường chính chính cưới em về để làm chính thê như xưa, để không có lời dị nghị bên ngoài, không ai được đồn thổi. Bà Mộc sẽ là nhà ngoại của em, anh đặt cách cho bà không bị tịch thu ruộng đất. Nhưng mà những tá điền đã nhiều năm làm cho bà thì phải ưu tiên cho người ta. Bà Mộc có hứa được hay không? Ông Mộc đang quỳ dưới công đường chợt ngẩng đầu lên. Hải Lý là con gái của tao, mày đừng có bài trò ma quỷ bắt nó về làm mồi cho bay. Tao có chết cũng không buông tha cho bay đâu, rõ chưa? Hải Lý bước thật nhanh lại, tán vào miệng ông ta hai cái nảy lửa. Ai là con của mày? Con mày đã chết rồi, tao hận không chính tay giết mày được kìa. Ngày trước mày hách dịch tống cổ cha má tao ra khỏi nhà, khi nghe tin quan huyện cưới tao mà không cưới con gái của mày. Bây giờ quan huyện cưới cổ rồi, mày còn mong muốn gì nữa? Tao thù quán gì với chúng bay mà chúng bay bài mưu hãm hại? Bây giờ trước công đường còn dở giọng hăm dọa, mày chỉ sống được đến 9 giờ sáng mơ thôi đó. Bà Mộc bặm môi, hậm hực bước lại xỉ vào trán ông Mộc. Còn oan ức gì nữa mà kêu ca? Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, không tình cũng nghĩa. Lẽ ra tôi phải thương xót ông lắm, nhưng trong lòng tôi bây giờ đầy sự khinh ghét đối với hạng người bẩn thỉu như ông đó. Trời ơi, một người đàn bà câm, một đứa con gái mồ côi, lỡ như gây ra chuyện rồi thì cũng phải tìm cách bù đắp cho người ta, đằng này lại cạn tạo ráo máng như vậy. Chết là đáng rồi ông Mộc à. Hải Lý là con của tôi, bây giờ nó là Hải Lý cũng được, là Qua cũng được. Nhìn tôi mà gọi má cũng được, không cũng được. Miễn thấy thân thể nó hạnh phúc trước mặt tôi là tôi vui rồi. Tôi có vắng số mãn phận cũng là do ông tạo nghiệp chướng. Trời đất công bằng cho nó sống lại, dù nó là ai thì cũng an ủi tôi lắm rồi. Tôi về đây, ông cứ chờ quả báo của ông đi. Mọi việc đã rõ ràng. Hải Lý ngoắt thằng bé lại, ôm nó vào lòng, hôn vào mặt nó. Nước mắt cô chảy ướt cả đôi gò má mũm mĩm của con. Cô thì thầm bên tai nó một lần nữa. Con trai của má, cuối cùng má cũng đưa được con về khi mà nhận tổ quy tông. Như cảm nhận được lòng mẹ thiêng liêng, đứa bé đưa tay lau mấy giọt nước mắt cho Lý. Quá xúc động, cô chợt cất giọng vang vang. Trời đất tuy rộng bao la, nhưng kẻ gây tội phải xa lưới trời. Làm người muốn sống thảnh thơi, đừng gieo ác nghiệp, đừng lời dối gian. Nhân quả báo ứng rõ ràng, hại người họa ấy sẽ mang vào mình.
kiếp này ta được tái sinh, nguyện làm cho mọi gia đình an vui. Câu nói dí dỏm của cô làm cho Phan bất chợt mỉm cười. Đúng là vợ của anh đây rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tiếng hát của bà Tri Huyện, một sáng tác của nhà văn Lê Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở lịch phát sóng của tuần sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.